Rồi Achen nào, Achen hứa IV đi, ừ, Kiên với cả chị Ngọc nhá. Chương trình Ừ. tờ Chỉnh xưa, ở trên lý chưa tưởng chỉnh chỉnh xưa. xưa chỉ xưa chân mày khung chi dễ hảo. Cảm ơn anh, xin chính hảo siêu lắm ạ. Ừ. Ở tua sang chư chú chiếu bị sai hâu háo chiếu đâu mấy chưa mà phang sung lắm. Ừ. Nì bố yêu kiểu ra ly hào hào tợ chuẩn bê xa sư bì xa chiêu hào là Chưa toan sứ chiên của chủng sư ý cờ rấn chua chai pháng chiên nỉ ở huế y la chư bị sai yếu của mân lấn chai lũ ri y tiện chiêu ý tinh huê tua chin ý xa chiếu à, tua chim ý cơ chiếu. ý cơ chiếu. Ừ. Ừ, sư chính ý trinh pha sân là cua truy là chiêu giang tha Cô truy chấn quê ba à, chống quấy chiêu chấn ra quê hoa cua chống quấy truy cô ba truy ra. Ừ. chấn quê cua truy ba chữ eo chưa sư chữ eo chưa sư ní hảo hao tự chuẩn bị ý tinh nâng bà bị sai chú hảo. Thi hảo nhá, ý tin nấm bá bị sai thi hảo, bố sư chú ừ, thi. À, ok, Thi hảo. À, á chuyển nào, chị Huyền nhá, chị Huyền với cả A Lén đi. Ừ, á chuyển với A Lén nào. chưa Mời lý cho. tợ chỉnh Ừ, rồi, A Lén xem tú đi. chưa lý tợ chỉnh chưa chân mày không chi dễ hỏng. Trận mưa giang xin chính hảo siêu lắm mà Hảo tua là răng chư chú chiếu bị sai hâu của chiều tô mấy chưa mà phang sung là lị bú dao diệu gia ly hảo hao chuẩn bay xưa chư bị sai xa hai chiêu túi đen mấy nào. Ừ. Hảo hao chuẩn bị xa sư cú yao tú xia nhá, xa sư. Ừ. xa sư hảo hao chuẩn bay xa sư bị sai chiêu hảo luôn. Ừ. Ừ. Chưa tản xứ chen của chủng sư ý cơ đấng chưa chai phán chen lỉ huế y na chư bị sai hú của mân nấng chai nủ ly tẻ chiêu ý tinh khuê tua chi lý cơ chiếu. Ừ, họ. Sư chính ỷ trinh pha sông lo cua truy tờ chiêu răng tha Chống chống quế. quấy Ừ. chống quấy cua truy lơ Cô truy ba. chữ cua truy ba chữ diệu Chủ giao. chữ diệu chữ giao chưa chưa lý ní hảo ho chuẩn bay ý tinh lấn bả bị sai thi hạ. Ừ, họ xẻo xén nào, xẻo xén hứa khoái in nào. Xe túi đen. Chưa lý tợ dình dình xưa chân mày cùng chi dễ khảo. Chào mấy anh, xin chính hảo xe lắm mà. Ừ. Hảo tua lơ, sang chư thì chú chiếu bị sai hâu. Hảo chiều tâu mấy chưa mơ, phát xuống lâu. Mình phù nhau dạo gia ly, hảo hao chuẩn bị sao chưa bị sai chưa hảo lắm. Ừ. Chưa tỏa sứ trên, của chủng sư ý cơ lấn chủ chua chai pháng chen lỉ quấy in na sư bị sai rú của mân nấng chai rủ ly y tẻm chiêu ý tinh khuây tua chi ý cơ ban Ý cơ chiếu, ừ, quay tua chi ý cơ ý cơ chiếu nhá. chiếu. Suy chính ý trinh phát sinh là quy chi tợ chiêu rang tha trường quầy quy chi ba chỉ nhau chưa chưa nghị hảo hao chuẩn bay ý tinh nấng bá bị say thi hảo. Ừ, họ được chưa nhỉ? Xe túi bên nào? Ta xén đâu? Ta xén hứa chúng choang nhá. Hiền lớn với lại cả Quỳnh Trang. Xe túi bên. Chưa lấy tận chỉnh sửa chân mày cũng chi dễ hảo. Ừ. Chào mấy anh, sư chị xin chính khảo xe lơ ma. Ừ. Hảo tua là sang sư dù chiếu bị sai hâu áo chiều tâu mấy chưa mơ phang sung lọc. Nì bú yêu yếu gia ly khảo khảo chuẩn bị xa chư bị sai chưa khảo lơ. Chưa toàn sứ chen của trung sư ý cơ rấn chua chai bằng chen lý quay in na sư bị sai phú quả của văn nấng
cha nỗ lực ít đã, cháu ấy tinh khôi, đa xin một cơ chiếu. Sự tình 已经发生了，过去的就让它成为过去吧。只要这次你好好准备，一定能把比赛踢好。好，那帮我翻译一遍。谁呢？dịch cho cô nhé, dịch cho cô xem nào. Thúy Linh nào. Phong cảnh ở đây thật là đẹp. Bầu trời. Không chi, không chi cái chẳng có funny này. Không khí nhá. Bầu không khí. Không khí. Bầu không khí. Không khí cũng rất, không khí cũng tốt. Thế nào rồi, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Trận đấu chứ bóng chiếu tỷ sai hậu là sau nhỉ? Sau khi trận đấu bóng lần trước. Rất lâu rồi không có cảm không có thư rất lâu rồi không có thư giãn như thế này. Đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Sau cái trận đấu bóng đá lần trước thì ý là đã lâu lắm rồi tôi chưa từng được gọi là nhẹ nhõm hay là thanh thản như được thư giãn như thế này cũng được. Nếu muốn nhau hiểu ra đi. Bạn đừng có áp lực. Bạn đừng có áp lực. Chuẩn bị cho tốt cho trận đấu lần sau là tốt rồi. Hảo hao chuẩn bị xa sư tỷ sai chưa hảo lơ, tức là chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho cái trận đấu lần sau thì sẽ tốt thôi đúng không? Cái khoảng thời gian này tôi luôn ngồi một mình ở trong phòng nhớ lại cái trận đấu lần trước trận đấu đó. Nếu chúng tôi có thể nỗ lực thêm một chút thì nhất định sẽ có thêm nhiều quả bàn thắng đã vào thêm được một quả bóng đấy nhá, đúng không? Tức là đã thêm được vào một quả bóng rồi. Cái bạn này mới khuyên là gì ạ? Mike chẳng có chuyện. Sự việc nó đã xảy ra rồi. Cái gì qua được thì hãy để nó qua đi. Chỉ cần trận đấu lần này bạn chuẩn bị thật tốt thì nhất định sẽ đá được tốt, nhất định sẽ có kết quả tốt. Nhất định thì sẽ đá tốt cái trận đấu này thôi đúng không? Nhá, rồi ok. Chú sư tiêu khu vấn đề đúng nhá. Chí suy nào, chúng ta khai xa tiêu sang khu vấn đề sân xứ. Tí nào, chúng ta có đa sứ quản. Đa sứ quản. Đa sứ quản là sở mất tiêu phan nào? Chúng ta có thể phân tích chứng đại sứ quản đúng không? Đa sứ quản nhá, đại sứ quản. Đa sứ quản chủ yếu cho sở mất công chua, chúng ta chưa tạo mà? Đa sứ quản, đa sứ quản chủ yếu cho sở mất công chua. Phan anh. Đại sứ quán chủ yếu làm công việc gì? Đại sứ quán thì chủ yếu là sẽ làm những công việc gì? Cấp visa. Đúng rồi, chứ sư kể bìa đến đúng không? Kể của mình ban chen chân đúng không? Kể của mình ban chen chân nhá. Chen chân, visa đúng không? Nếu của mình sẵn chui quốc ngoài lưu xính, sẵn chui quốc ngoài xuế xí, hoặc là sẵn chui quốc ngoài công chua, đều yếu chui đại sứ quán ban chen chân. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn đi học này đúng không, hay là gì đấy ạ, muốn đi làm việc này đấy, hay là đi lao động này, đi làm chung là đi ra nước ngoài đấy, thì chúng ta đều phải đến đại sứ quán để làm visa. Chứ liệu mình hiểu một từ gọi Trung Quốc trụ Việt Nam đại sứ quán nhá, Trung Quốc trụ Việt Nam đại sứ quán. Sếp nếu bạn của phan đi một cái câu chữ mà có ai dịch được cho cô cái cụm này không ạ? Trung Quốc trụ Việt Nam đại sứ quán là cái gì? Trung ở đây có nghĩa là gì biết không ạ? Chu này nghĩa gốc của nó có nghĩa là đặt tại đâu đấy. Thế thì chỗ này sẽ hiểu như nào? Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Chỗ này phải là đại sứ quán Trung Quốc đặt tại Việt Nam nhé. Đặt tại Việt Nam. Nó sẽ là ngược như thế này. Đại sứ quán Trung Quốc đặt tại Việt Nam, Trung Quốc trước, sau đó Chu này đặt tại đâu đấy thì cái địa điểm của chúng ta đặt tại nó sẽ đứng sau cái chữ Chu này. Đấy nhá, nó lại là như thế ạ. Trung Quốc Chu Yên Nam Đại sứ quán tức là đại sứ quán của Trung Quốc và đặt tại Việt Nam, được chưa? Đấy. Nếu như chúng ta trên nói lý mà, trên nói lý mà. Trung Quốc Chu Yên Nam Đại sứ quán tại nào? Tại Khởi Nay. Tại nào? 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 Tại
Ba Đình ạ. Được gọi là gì nhỉ? Khoáng Meo Chia ở con phố Hoàng Diệu ấy ạ. Hình như là số 43 thì vậy, hình như số 43 Hoàng Diệu. Có hiểu lẻng sư chi qua Trung Quốc chu nhân đại sứ quán là cô đã từng có hai lần đến đại sứ quán Trung Quốc tại đây rồi. Đó, ý chén của chi Trung Quốc lưu xuyên từ sơ hầu, dạy yao chi qua chơi lì ban chen chân, đúng không? Đó, nhá. Trước khi muốn đi du học ở bên kia là đã từng phải đến đây để làm visa hai lần rồi đấy. Làm visa hai lần rồi. Chỉ nhớ nó là nằm trên con đường Hoàng Diệu thôi. Đấy. Chưa? Thế còn ví dụ nếu mà muốn nói là gì đấy ạ? Đại sứ quán của Việt Nam đặt tại Trung Quốc thì sẽ nói như thế nào đây? Huy nào? Bao của túi sang chơi cơ truy sự nào? Việt Nam Chu Trung Quốc Đại sứ quán. Đúng như vậy sẽ là gì? Việt Nam Chu Trung Quốc Đại sứ quán đúng không? Đại sứ quán Việt Nam đặt tại Trung Quốc nhá. Đấy thì mình sẽ nói như thế này, được chưa? Hảo, rồi bao của túi sang tiếp sang truy nào? Đọc câu số 3, Xuân Ninh. Minh Thiên, tôi yêu đi Đại sứ quán ban chiến trường. Hảo, đi chưa qua Đại sứ quán mà, chưa qua Đại sứ quán mà. Tôi mới chưa qua. Mới có chưa qua đúng không? Mới có chưa qua. Biết là đồng chí nào, đi mà chưa qua Đại sứ quán mà, chưa qua Trung Quốc Chu Duyên Nam Đại sứ quán là mà. Sấy chưa qua luôn. Khả năng tôi mới có chưa qua đúng không? Tôi mới có chưa qua nhá, vì bởi mình mới có Trung Quốc, mới có Trung Quốc. Các bạn mà chưa từng đi Trung Quốc thì hoặc là chưa từng đi ra nước ngoài thì chắc là chúng lại tôi mới chưa qua ta sứ quán đúng không? Ừ, đấy nhá, rồi ok. Anh nào, ông ở trai túi bên. Tiên, đọc lại các cụ này cho cô một lần nào. Trung Quốc Chu Duyên Lan Đại sứ quán. Duyên Lan Chu Trung Quốc Đại sứ quán. Minh Thiên, tôi yêu đi Đại sứ quán, ban chiến trường. Hảo, xảo chúng nào, trai túi bên. Trung Quốc Chu Duyên Lan Đại ta sứ quán ở Duyên Lan Chu Trung Quốc ta sứ quán Minh Thiên Dậu à của của giao truy ta sứ quán là Ban Chân Trân. Ok, tiếp theo nào, dậu truy lý à, truy lý nhá, truy lý là một cái từ ạ, từ A và B tạo truy lý đúng không? A và B tạo truy lý tức là gì đấy? Mình hay dịch là khoảng cách giữa A và B đúng không? Đấy nhá, truy lý danh từ khoảng cách. À, bao của túi sang cho cái truy sự nào, Xiao Chén. Xin chào, sa ma sứ chen tủ chưa tủ tợ khẩn nó. Ly khai, ly khai. Ly khai. Chán mân chậu, chậu bia y theo lu ba. Chu lý cha bù tua. Chưa lý bù sư, bù sư phía nhá. Chưa cái chữ chẳng có tú. Linh. Tuổi linh. Linh y theo lưu ba. Truy lý bù sư chu lý nhá. Truy lý. Truy lý cha bù tua. Á xuyến nào, chú Huyền, chơi túi bên. Xem trai, sư ban sứ xem. Tủ chưa, tủ tờ khẩn. Ly khai. Ly khai là gì Huỳnh? Ly khai à? Ly khai yếu khẩn đuôi y sự nhá. Đầu tiên là gì ạ? Ly khai nó có khá là nhiều nghĩa. Thứ nhất là gì ạ? Đi y sự. Khấn hảo tới y sự có thể biểu thị làm ra ý nghĩa là gì ạ? Rất là giỏi hay là rất là tốt đấy ạ? Ví dụ nói là gì? Nị đã han quý khẩn ly khai. Nị đã han quý khẩn ly khai tức là gì? Cô đọc lại. Nị đã han quý khẩn ly khai hay là nị đã trung huấn khẩn ly khai? Thế là cái tiếng Trung của bạn rất là lợi hại. Đúng rồi, lợi hại ở đây là biểu sư làm sao? Phây trắng hảo tại y sự đúng không? Tức là vô cùng giỏi đấy ạ. Vô cùng siêu, vô cùng giỏi, phây trắng băng tại y sự. Đấy, như vậy, ti y này, ly hai sư biểu sư làm sao? Phây trắng hảo tại y sự. Tiếp theo, nó rú của sư gọi là gì ạ? Sông binh này, binh chính đấy. Nó gọi là binh chính của trở sư quân thí. Nếu mà là các bệnh tình, quân thí là gì ạ? Hoặc là vấn đề, thì nó sẽ biểu sư làm sao? Hẳn nhắn chung tại y sự nhá. Biểu sư hẳn nhắn chung tại y sự. Như vậy là gì ạ? Khi mà nói về bệnh tật này hay là các cái vấn đề gì đấy thì ly hai còn biểu thị cái gì nữa? Hẳn nhắn chung là gì? Đúng rồi, nó còn biểu thị là một cái tình trạng gì đấy, một cái bệnh gì đấy đúng không? Hay một cái vấn đề gì đấy rất là nghiêm trọng nữa, được chưa? Đấy nhá, như vậy nó có hai nghĩa. Thứ nhất là gì ạ? Biểu sư phây trắng hảo tại y sự. Tiếp theo biểu sư làm sao? Binh chính của trở quân thí hẳn nhắn chung tại y sự, được chưa? Tiếp nào, cảm ơn. Cảm ơn chỗ linh y theo lu ba. Truy lý chưa bù chưa truy lý chưa bù đua chưa bù đua chấm ý sự đây băng ý phan ý ra phan ý ra bây giờ ấy thì cái thời gian tan làm thì cái tình cái tắc đường ấy tắc đường thì rất là nghiêm trọng
chúng tôi đã đi ra một con đi phải đi vào một con đường khác và khoảng cách thì xa hơn rất nhiều. À thật không xa, không xa hơn mấy. Xa bố tua là sao ý? À xa hơn một chút. Không phải, xa bố tua mình hay dịch là sấp xỉ hay là gần bằng đúng không? Ừ, nhá, cái từ xa bố tua này này là tương đương. Đó nhá, tùy cái từ xa bố tua thì mang nghĩa là gần, gần bằng chứ không phải là xa hơn nhá. Ừ đấy. Để dịch trong trường hợp này sẽ dịch như nào là hợp lý đây. Bây giờ là thời gian tan làm đúng không? Tắc đường rất là nghiêm trọng. Chúng ta cái từ chắn mân hay dịch là chúng ta, mình dịch chúng tôi. Chúng ta hay đi đi đường khác đi, khoảng cách nó cũng gọi là tương đương đúng không? Ừ, nó cũng có gần gần như vậy, được chưa? Nhá, vậy trường có từ truy lý. À. Rồi, xem túi bên nào. Nào. À, chuyện nào thì xem túi bên. Hiện tại Sapa, thời gian đủ xe đủ tận, rất là hay. Chúng mình chọn một条, một条路吧，路吧，距离差不多。啊，距离差不多啊，嗯，呀，你们的距离。继续呢，有耐心啊，耐心是一个名词呢，啊，名词啊，danh từ, sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại đấy, à,耐心。Cái từ này muốn biến thành tính từ thì có thể dùng như thế nào? Nó sẽ nói hay có cái từ đó là yǒu nài xīn, yǒu nài xīn tức là ý là người có sự kiên nhẫn đấy, đúng không? Hay là một người rất là kiên nhẫn nhẫn nại nhá, có thể biến thêm chữ yǒu vào để nó biến thành cụm tính từ. Và mình có thể nói là khấn yǒu nài xīn, khấn yǒu nài xīn, rất là có sự kiên nhẫn. Rồi, sẽ nâng bao của túi ra chưa cái truy chữ. Ai đọc cho cô được câu này không? Thì nhà Phương Anh. Chúng ta mơ sư đâu yao yǒu nài xīn. Chứ sư yīge chéng yǔ đấy, chéng yǔ là gì biết không? Chứ sư yīge chéng yǔ. Thành ngữ ạ. À, đúng, chứ sư yīge chéng yǔ ạ, thành ngữ ạ, chéng yǔ. Chéng yǔ là thành ngữ nhá. Chẳng mất tú, có ai biết không? À, sẽ. Sẽ chưa tao chứ có chéng yǔ. Anh Huy, anh Huy chưa tao chứ có chéng yǔ mà. Chị Ngọc biết cái câu thành ngữ này không ạ? Ừ. Ừ, không biết à? Cái câu chứng ngữ gọi "dự sự chớ bù đá", dự sự chớ bù đá, có nghĩa gì? Ai hiểu không? Dự sự chớ bù đá. Dục tốc bất hạt. Ờ, đúng rồi, được chưa? Nhá, su ở đây chính là trong từ su tu đấy, đúng không? Tốc độ gì đấy, tá là trong từ tá tao. Duy ở đây là theo kiểu dạng là duy hoang, là kiểu dục vọng ấy, là mong muốn. Nhưng là nếu mà chúng ta cứ lúc nào cũng mong muốn một cái tốc độ thật là nhanh chóng ấy, thì chắc chắn chúng ta không thể đạt được kết quả tốt được, có hiểu không? Đấy là nghĩa gốc của từ này. Đấy, và mình hay dịch đó là gì? Dục tốc bất đạt đấy, được chưa? Ờ, nhá. Thinh qua chưa có chứng nghỉ mà, thinh qua chưa có chứng nghỉ mà. Thinh qua lời đúng không? Khẳng định thinh qua lời. À, duy su chớ bù đá nhá. À, sư yīge chéng yǔ. Như vậy là zuò shěnme shì dòu yào yǒu nài xīn, duy su chớ bù đá. Đúng không? Chị Lý có hiểu Liễu Phi Ninh này. Ở đây cô có để phiên âm cho các bạn nhá. Làm việc gì chúng ta cũng cần phải có sự kiên nhẫn đúng không? Dục tốc thì bất đạt. Chứ xem mình xuế ngoại ngữ thời hậu, à xem mình xuế ngoại ngữ thời hậu, muốn để yêu yểu nai xin, để yểu nai xin, ó, duy su chớ bù đá. Chúng ta học ngoại ngữ cũng thế nhá, bắt buộc phải có sự kiên nhẫn, còn nếu không thì không thể nào nhanh được đâu, không có chuyện là san yue cô trở sư yue để mình chiêu chống quế gọi là funny đâu, mấy hiểu chưa cơ sư, đúng không? Không bao giờ có chuyện như thế cả. Chẳng có bao giờ có chuyện là 3 4 tháng mới có thể trở thành phiên dịch được đâu nhá. Đấy. Đó, nai xin. Tiêu truy nào, tiêu truy là cái gì đây? À, ta xén, ta xén bằng của túi sang cho cái truy sự. Của ta nai xin chưa hiểu. Hiểu sao? Để đọc là hiểu xen nhé, hiểu xen. Có ai đoán được cái hiểu xen là gì không? Có giới hạn. Giới hạn ạ. Rồi, đúng rồi, được chưa nhá? Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn thôi, đúng không? Đấy, cho nên có từ hiểu xen, đúng không? À, có giới hạn. Xin anh nào, giải đọc xa chơi 2 cái từ. Chơi gì sự đều yêu nai xin. Duy su chớ bù đá. Bù đá. Nai xin sư yǒu. Yǒu xiàn. À, yǒu xiàn de. Chúng trang nào, Quỳnh Trang, giải đọc đi.
做什么事都要有耐心，欲速则不达。嗯，我的耐心是有限的。嗯，阿贤呢？小编在这边。我的耐心呢是有限的。有限，好来呢。有限，有限的。耐心是有限的。第一句呢，都没了。做什么事都要有耐心，欲速则不达。啊，欲速则不达。我的耐心，我的耐心呢是有限的。啊，好，你是不是一个有耐心的人？你觉得你是不是一个有耐心的人？是吗？我认为我是马马虎虎。是不太有耐心，对吗？不太有耐心的人，对吗？是一个gọi là比较心急的人đấy. Nếu mà những gọi là cái từ đối lập với cái từ耐心, mình có thể dùng từ心急. Xin có nghĩa là trái tim đấy, chí ở đây là trong từ gì đấy, cháo chí đấy, đúng chưa? Nhá, là một người gọi là khá là nôn nóng, kiểu như vậy, đúng không? Là một người xin chí tự nhiên. Nếu mà nếu mà sư sư có nhiều tâm tư nhân, gì nhỉ? Sẽ hỏi một chút. A Duy, bạn có phải là một người có tâm tư nhân? không có tâm tư nhân, 如果你没有耐心的话，你就不能当老师啊，đặc biệt là làm giáo viên ấy, nếu các bạn không có sự kiên nhẫn thì chắc chắn không thể làm được. Ngày nào chúng mày không học bài đúng không? Chẳng nhẽ ngày nào cũng mắng chửi đúng không? Nếu không kiên nhẫn là ngày nào cũng mắng chửi đấy. Được chưa? Đấy nhá, nên là gì ạ? Phải siêu có nhiều耐心đúng không? Và chúng ta cũng phải học cách này đi, học cách gọi là nhiều耐心đi nhá. Đấy, không xin chí. Đó. Tiếp theo nào, mình có khở bú sư, à, khở bú sư nhá. Chứ cái từ chẳng chẳng dùng lại khuấy tá. À, chẳng chẳng dùng lại khuấy tá. Cái thường là cái cụm này nó hay dùng để trả lời thôi. Hay dùng để trả lời. Trả lời cái gì? Biểu thị cái gì đấy ạ? Gọi là biểu sư chan chống. Biểu sư chan chống hoặc là thú nghi nhá. Biểu thị sự tán thành hoặc là đồng ý. Đồng ý với lại cả những cái điều mà người ta vừa nói. Khở bú sư. Hay dịch là đúng vậy, thật vậy. Thực ra nó cũng sẽ bằng với các từ gì thôi ạ? Sư tợ này, đúng không? Sư tợ nhá, hay là tuê tợ đấy thôi. Đấy. Nhưng mà khở bú sư thì cảm giác là gì ạ? Nó sẽ nhấn mạnh hơn nữa. Không sư thường dùng để bày tỏ sự tán thành này hoặc là đồng ý với ý kiến của người khác nhé. Mình vẫn dịch là đúng vậy, thật vậy thôi. Chân tọ này đúng không, sư tọ này hay là tuê tọ đấy, cân khở bú sư tọ ý sự chào bố tô. Rồi bao một túi xa ti y truy nào, đọc cho cô số 1 nhé. Hoài Anh đâu? Hoài Anh mấy sẵn tao chẳng mân bia tô ý chinh xuyên nén à. Khở bú sư thời gian qua tờ hẳn khoai là thay khoai chân là sản... à thay khoai là chân sản ta cha tôi sẽ mi sự đây không ngờ sau khi chúng ta kết hôn đã sau khi chúng ta tốt nghiệp đã 15 rồi chúng ta tốt nghiệp đã 15 rồi đúng vậy thời gian trôi thật là nhanh thật là nhớ mọi người. Đấy đúng rồi. Thật không ngờ là chúng ta đã tốt nghiệp được 10 năm rồi đúng không? Đúng vậy. Thời gian trôi nhanh thật. Thật không ngờ là tôi thật sự là rất nhớ mọi người, đúng chưa? Đấy, như vậy khở bố sư ở đây là gì ạ? Biểu sư gì? Thú nghi đấy, biểu thị sự đồng ý với lại cả cái ý kiến của cái người lúc nãy là gì? Đúng không? Đúng cái sự thật là chúng ta đã tốt nghiệp được 10 năm rồi, đúng chưa? Tiếp nào. Bao gọi túi xa tiếp truy nhá, đọc cho câu số 2 nào. Xiao Xian đâu? Sang in hai xiao lâu, tìm bụi em. A chan, ta sang lâu. Vì tao tù chưa, xin chính dễ dễ tù. Khở bú sư sang ban tù chưa. Ba chữ ta. Sang ban tù chưa, mang khuấy cha hoãn. Pa nhá, bú sư thả nhá, pa sợ đấy. Em là ba mà. Biết tạo thú chế nào bao gồm danh túi bên nhé. Đọc lại cô lần nữa đi. A chén là sinh yên thai xảo lầm. Đấy nào, A chuế nào thì danh túi bên. Vì tạo thú chế, xin chính nhẹ. Nhẹ tủ. Xin chính nhẹ tủ. Khở bú sư, sang ban tủ chế. Pa chứ tao. Pa chứ tao.
下班堵车怕回家晚啊，什么意思嘞？gặp phải tắc đường thì tâm trạng cũng tắc. À, tâm trạng gọi là như kiểu rằng là cũng gọi là bị tắc theo đấy. À, tâm trạng tắc theo đây thì hiểu là gì? Tâm trạng cũng như kiểu rằng là gì ạ? Bị gọi là chán nản theo đúng không? Ừ, thì bạn này mới đồng ý quan điểm là gì? Khở bù sư. Thật vậy đúng không? Đúng vậy. Ừ. Đi làm thì sợ tắc xe, còn về nhà thì lại sợ tan làm thì lại sợ về nhà muộn à. Ờ, đi làm mà tắc đường thì sợ đến muộn, mà về tan làm mà tắc đường thì sợ về nhà muộn, được chưa nhá? Thì San nào, cô số 3 nhá. Vì nhẹ Thùy Linh đâu? Sao Thùy đen? Chưa chăng. Chưa chăng. Thế Linh bé đi, Linh bé đọc cho cô xem nào. Chưa cha lẻo chiếu. Chưa cha gì? Quảng chiếu quản nhá. Chưa lý tú sư quảng chiếu quản. Chưa cha quảng chiếu quản tợ. Phú u. Phú u phú chua kế của tợ. Chuyện. Y xiang. Hẳn khảo. Y xiang hẳn khảo. Cỡ bú sư. Chưa bú chỉnh. Quay. Hoàn chinh. Hoàn chinh khảo. Hoàn chinh khảo. Cái miễn phí là gì? Miễn phí. Miễn phí. Miễn phí sư cung thí cung nhá, trai đối bên này hái miễn phí thí cung chư hứa hứa sợi. Hái miễn phí thí cung chư tợ hứa sợi. Chư tợ hứa sợi. Hứa sợi. À, tả chiếu. Tả chiếu tả lây tợ sứ khâu. Cứ ý chư tiện. Tung si siêu chi xa. Rồi anh Huy nào, chị Ngọc đâu, trai túi bên. Chưa cha quảng chiếu quản tợ phú u phú chua cái hùa tợ ảnh hưởng hấn hảo hờ bố sư chưa tợ phu chỉnh hoán trinh phu chỉnh hoán trinh hảo thái mèn phây thí cung chưa tợ hứa sụy tả chiếu tả lây tợ sứ hâu cớ ý chưa tiền tợ tung si siêu chi xa. Họ sớm nghi sự nhỉ? Cái cửa hàng này phục vụ tốt, cũng không tồi, để lại cho tôi ấn tượng rất là tốt. Đúng vậy, không chỉ là môi trường rất là tốt mà còn miễn phí cả đồ ăn và nước uống nữa. Khi mà đánh bóng mà mệt, sau khi đánh bóng mà mệt thì mình có thể ăn một chút đồ và nghỉ ngơi một chút. Đây nữa chưa nhỉ? Quảng chiếu quản, quảng chiếu sư nả cơ. Quảng chiếu là cái môn gì có biết không? Sư nả cơ viên tung. Quảng chiếu là môn vận động. Thính gôn à? Không phải quần vợt. Quần vợt hay là gọi là tennis ấy, đúng chưa? Quảng chiếu quản ở đây dịch là như kiểu cái gì nhỉ? Cái sân ấy, cái nhà mà nó thay cho thuê để chúng ta đánh tennis ở trong đấy ấy, thì gọi là quảng chiếu quản, được chưa? Rồi ok. Thì xin nào, mình khai sang khơ vấn nhá. Khai sang khơ vấn nào. Phương Anh đâu? Phương Anh với lại cả thế nào? Hiền Anh nào, Phương Anh với Sáng Anh nhá, phòng ở túi sao? Sư phụ, 我去大使馆. Nǐ shì bù shì zǎo chuè le? 现在是上班时间，前面有点堵车，我们走另外一条路，距离差不多。那就好，堵车浪费时间，遇到堵车，心情也堵。可不是，上班堵车，怕推到。怕迟到了，怕迟到，怕迟到，下班堵车，怕回家晚，每天在马路上开车，要想不遇到车，还真难。你遇到堵车，人们就容易变得没有耐心，长期这样，还会影响脾气。Sân chư nhá, chưa lý tú sân chư, thậm chí á, sân chư. Sân chư. Sinh cửa. Sinh cửa. Tân sư nín tạ, xin chính, quay sở mơ cho mơ khảo nữa.
我们改变不了堵车，但是可以调。逝者啊，再读一遍来，可以逝者改变自己的心情，但是可以，但是可以逝者改变自己的心情。堵车时正，堵车时正好可以休息一下，还可以听听自己喜欢的音乐。啊，好，你教你，别的同学呢？Ừ, anh Lén đâu? Liên nào? Anh Lén cứ A Chen nhé. Liên với Kiên nào? Sư phụ, của chị ạ, ta sử quản lý sư phụ sư chẩu chua lắm. Chai sư sang ban sử chiên, chiếm miên yếu tiện tổ chức của mân chẩu linh quay y theo lưu, chú lý cha bộ tua. Na chú hảo, chẩu lưu chủ chưa lãng phê. Tủ chưa lãng phê lãng phê trên... lãng phê của sư lãng phê lãng phê tủ chưa lãng phê sư chen yue tao tủ chưa xin chính ye tủ ở bố sư sang ban tủ chưa ba chữ tao xe ban tủ chưa ba với cha quản bảy thiên trai mà sang à mà lu sang khai chưa giao sẻng bu yue tao tủ chưa hái chân nán. Ý tao tủ chưa rấn mân chưa rúng y biên đợ, mấy ở nai xin, chẳng chi chưa yăng, hái khuê ở yến xảm bí chi. Sân chư, sân chư, sinh cử, ta chư ní lệ sinh chính, với sẵn mơ chưa mà hảo nè. Ở bên cải biên bù lẻo tủ chưa, ta chư cử ý à. Sư trợ cải biên chư chỉ tợ xin chính tủ chưa xứ chân hảo khứ ý siêu si ý xa và hái khứ ý thinh thinh chư chỉ sĩ hoan tạo in duyên. Ừ, họ được chưa nhỉ? À, chén nào chị Huyền đâu? Chị Huyền với lại cả Linh lớn nhá. Sư phụ, của chị ta sư khoản. Lý sư bố sư chẩu chua lờ. Sân chai sư sang ban sư chen. Ý chén. Ở chén men yếu tẹn tủ chưa. Của mân sư linh ngoài. Y theo lưu. Truy lý. Truy lý. Truy lý cha bố tua. La chiêu hảo. Tủ chưa. Lăng man à quên là tủ chưa lăng lăng phây lăng phây sứ chen uy tao tủ chưa xin chính giải tủ xin chính giải tủ hợp bù sư sang ban tủ chưa ba chữ tao xa ban tủ chưa bao với cha quản mấy thiên trai mã lu sang hay chưa yao sang bu yu tao tu chưa hai chân nan yao yu tao tu chưa ren men chiu rong y bian de mei you xin mei you nai xin nai xin chang chi chưa yang khái quay ảnh hưởng bí chi sân chư sân sinh cửa sân chư sinh cửa sinh cửa tan sư lính nín tờ xin chính quay sẩn mơ chưa mơ hảo á lơ của mình cải bên bù lẻo đủ chưa tan sư khứa ý sân chư sư trợ nhé, trong cái này có thể sư trợ. À, ta sư có thể sư trợ cải biến chư chỉ tự xin chính tủ chưa sứ răng hảo có thể siêu si xa hái có thể thinh thinh chư chỉ sĩ hoan tự thinh duy. In duy. Ừ nhá, họ xào chúng nào Quỳnh bé với lại cả Á Chuế đâu thì sư phụ, tôi đi đại sứ quán, lý sư phụ sư chào, xua lơ. Hiện tại là sang ban thời gian,
前面有点堵车，我们走另外一条路，距离差不多。Lái siêu khảo đủ chưa? Đang phê sử trang duy tao đủ chưa? Xin chính giải đủ. Đủ chưa? Tha sử tao xe ban đủ chưa? Tha hồi xe quản mấy tiên trai mã lưu sang khai chưa? Yêu xiang bù yu tao đủ chưa? Hải chân nán. Duy tao đủ chưa? Dẫn mân chiêu rủng y bèn tạm mấy dạo nai xin chẳng chi chưa răng khái khuây ảnh sáng bị chi sân sư sinh cửa tân sư lý năm tạ xin chính quay sân mơ chưa mơ khảo lơ khảo lơ Ừ. Mình cải biến bù lẻo tủ sơ nhưng sư khởi ý sư trợ cải biến tư dị tờ xin chính tủ sơ sư trông hảo khởi ý siêu sĩ ý gia 还可以听听自己喜欢的音乐。嗯，好，很好，大贤呐，严伦呢？帮我翻译一下。嗯，师傅，tôi đi đến đại sứ quán。师傅ở đây nên dịch là ai？大贤啊，对，đúng rồi，这个人是坐出租车去，đúng không？嗯，đang ngồi taxi đi đấy，thế nên là师傅đấy，cho nên dịch là bác tài nhá，đúng chưa？嗯，đấy，chúng ta phải dịch đúng ngữ cảnh của nó vào。Bác tài，tôi làm sao đây ạ？Tôi đi đến đại sứ quán。 Có phải là bác đã đi sai đường không? Bây giờ là thời gian đi làm, phía trước có một chút tắc đường, chúng ta đi một con đường khác và khoảng cách thì cũng tương đương. Tắc đường thì là lãng phí thời gian, và khi gặp tắc đường thì tâm trạng cũng gọi là tắc theo đúng không? Đúng vậy. Khi đi làm mà tắc đường thì sợ đến muộn, và khi ta làm tắc đường thì sợ về nhà muộn. Mỗi ngày trên quốc lộ, lái xe trên quốc lộ. Hàng ngày mà chúng ta đúng rồi, lái xe ô tô trên đường quốc lộ, ý là muốn không gặp phải cảnh tắc đường. Không gặp phải đường thì rất là khó. Tức là cái điều này gần như là gì ạ? Mấy thiên tô giao tủ chưa đúng không? Gần như ngày nào cũng sẽ phải xảy ra tắc đường. Không muốn gặp tắc đường thì chắc chắn là gần như là gì ạ? Rất là khó, giống như Hà Nội ạ, đúng không? Tiếp nào. Y đi tao tủ chưa? Cứ hễ gặp tắc đường thì mọi người dễ dàng mất kiên nhẫn. Trở nên mất kiên nhẫn. Cái từ pen tọ nhá, chúng ta để ý từ pen tọ này. Pen tọ bình thường có nghĩa là biến đấy, đúng không? Pen có nghĩa là biến hay là thay đổi thành cái gì đấy. Nhưng cái từ pen tọ mình khi dịch nhá, nhớ là nó hay dịch thành trở thành cái gì đấy, đúng không? Hay trở nên, hay dịch là trở nên đi. Mọi người sẽ hay dễ trở nên làm sao đấy ạ? Mất kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn. Tráng chi chơi ăn. Thời gian dài như vậy thì có thể ảnh hưởng đến tính khí và thậm chí là tính cách. Nhưng mà tại sao tâm trạng của bạn vẫn tốt như vậy? Chúng ta không thể thay đổi việc tắt đường, cho nên có thể thử thay đổi tâm trạng của bản thân. Khi mà tắt đường thì vừa hay là bạn có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc là có thể nghe một bản nhạc mà mình yêu thích. Tôi để chưa nhờ nhá. Như vậy cái bài này thông điệp rất là hay đúng không? Ừ. Mình sẽ cải biến bù léo đủ chưa? Không thể nào thay đổi tình trạng tắc đường được. Vậy thì thay vì làm sao ạ? Thay vì gọi là mấy ở nai xin cô trợ làm sao ạ? Mấy ở hoặc là hận xin trí đúng không? Của mình giao gì sư trợ cải biến cho chị là xin chính. Chúng ta nên tự thay đổi cái gọi là cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề tắc đường đi đúng không? Thế đừng lúc nào cũng hậm hực trong người thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Mà làm sao coi như là gì ạ? Đủ chưa thời sự hồ của mình cứ làm sao siêu si đúng không? Cứ siêu si chúng ta có thể nghỉ ngơi này, hay cứ làm sao thinh chứ gì chỉ quan tới nghe nghe những cái bản nhạc của mình thích, thay vì là cứ ngồi để hậm hực bực đúng không, bấm còi là inh ỏi cái lên rú ầm cái lên, nhiều người là như vậy, được chưa? Đấy nhá, cái bài này gửi đến cái thông điệp rất là tốt, rất là hay đúng không? Đó. Tiếp nào, muốn khai xa đi sư khờ vấn nhá. Đi sư khờ vấn tới sân sử nào. Thì chúng ta hiểu sao? Sinh mệnh, sinh mệnh ạ. Chỉ cái mính sứ đúng không? Danh từ sinh mệnh hoặc là mạng sống nhá. Sinh mệnh. 我们每个人都只有一个生命，所以要好好活着。每个人都只有一个生命，所以要好好活着。什么意思？你的意思呢？文章，我刚才说的是什么？每个人都有生命，所以要好好活着。有个生命，所以要好好活着。嗯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 ，所以要好好活着。
Tôi ý là mỗi người đều chỉ có một sinh mệnh, tức là gì ạ? Mỗi người chỉ có một mạng sống thôi đúng không? Chỉ có một mạng sống. Ý là như vậy, chỉ có một sinh mệnh thôi, hay là gì ạ? Chỉ hối ý sư thôi, chỉ sống một lần thôi. Sở dĩ do làm sao? Hảo hảo hỗ trợ, nhau chân si sinh mệnh, chân si sinh mệnh là gì? Chân si sinh mệnh. Chân si ạ, có biết từ chân si không? Quý trọng ấy ạ. Tôi đúng rồi, nhau chân si sinh mệnh, chúng ta phải quý trọng mạng sống của mình, sinh mạng của mình. Bố yao y yu dao khun nan chưa xiang zi sha, tức là gì ạ? Y yu dao khun nan chưa xiang zi sha. Một vấn đề nhỏ là muốn chết. À đấy, tôi đúng rồi, chưa sáng xử đúng không? Hẳn đô rấn, hẳn đô gọi là nén chinh rấn xin ra sư chơi ăn. Thầm ăn y duy tao khuân nán chưa sáng gọi là bút sáng khúa rồi đúng không? À, chưa sáng gọi là sư xa. Đấy, có rất nhiều bạn trẻ bây giờ cô thấy là cứ gặp phải khó khăn gì đấy không giải quyết được đúng không? À, yếu ít tiền gia ly, chưa bút sáng khúa rồi. Cứ có áp lực một chút là cảm thấy không muốn sống nữa. Chứ đừng nghĩ như vậy đúng không ạ nhá? À, đấy, của mình sân khối chung hái yếu hẳn đô gọi là gì? Bảo quê tự tông si. Còn có rất nhiều thứ quý giá khác nữa. Đấy, chỉ hối ý sư thôi đúng không? Số điểm sao? Ý tiên nhau chân si sinh mình nhá, chỉ nhau khúa trợ. Chỉ cần nếu là được sống thôi, đúng không? Ừ, đã là hạnh phúc lắm rồi. Ta đừng có lúc nào có cái tư tưởng mà chưa gì đã gặp một chút khó khăn hay là một chút gì đấy là chúng ta đã có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực rồi. Đấy, đặc biệt các thầy cô thấy các bạn trẻ bây giờ rất nhiều bạn như thế nhá. Nên là phải để ý đúng không? Đấy, sinh mình. Phân sở. Ừ, đó. Chưa sao. Đây, đây. Phong ở trái túi xa chơi cơ truy sự nào. À, chuyện đâu, chị Huyền? Ừ, chào cho cô lại câu này nhá. Mấy cơ rắn chứa hiểu ý cơ sinh mệnh, chứa hiểu hồ ý sư. Hồ ý sư, hồ ý sư, sở dĩ giao... chân si đấy, từ này chính là từ chân si, coi trọng, quý trọng. Chân si chứa chỉ tờ sinh mệnh. Vậy, được chưa nhá? Chân si. Quý trọng đúng không? Sơn Minh, được chưa? Rồi, trai túi bên nào? Đọc lại cho cô lần nữa nào. Ai đây ạ? Kiên nào? Trai túi bên. A Chen nào? A Chen trai của trai. Em quên chữ tên mà. Mấy cơ rấn chữ dầu ý cơ sơn minh, chữ dầu hua. Hối chư, số ý giao chân si chư chỉ tờ sinh minh. Tuệ, được chưa nhá, rồi ok. Sinh minh. Chẳng có gì quan trọng bằng sự sống cả, đúng không? Đó, tiếp theo nào, nó hiểu chuyên sảo, chuyên sảo. Thiếu. Giờ chứ sau mình chỉ dùng sảo chứ khởi gì đâu nhá. Có những lúc ấy chúng ta chỉ cần dùng chữ sảo đã là được rồi, đúng không? Sảo có hiểu chuyên sảo. Đâu có gì thiếu phú câu từ ý sự lại không đủ đúng không? Chưa sợ. Rồi, xem đi đâu Hiền Anh? Bao ổ túi sao chưa có truy sự nào? Trong hồ chung bu chưa sợ mày. Chưa sợ. Phá xiên mày tợ nhạc chinh. Sao mấy sự? Là trong cuộc sống thì không thiếu những thứ đẹp. Mà gì thôi, mà chỉ thiếu cái gì thôi. Mà chỉ thiếu những con mắt phát hiện ra những cái đẹp đấy. Tuệ, được chưa? Đấy nhá. Đấy. Chưa sợ đúng không? Rồi, trái túi đen nào, Quỳnh Trang. Sống hồi chung, bu chê sáo mẩy, ở chê sáo pha xe mẩy tự giải chinh. Hảo, như vậy chúng ta có từ chê sáo đúng không? Tiếp nào, tao chu ạ, tao chu nhá, xì cơ mính xứ ạ. Chứ xì mẩy cơ ti phang tự y sự đấy, đúng không? Tao chu, mẩy cơ ti phang, khắp mọi nơi, mỗi nơi, đấy, khắp nơi, tao chu. Rồi. À, chị ăn đâu? Chị Huyền nào? Túi sang chơi cơ truy sự. Chữ gì? Chữ giao dầu xin sân của chung tờ mẩy mẩy tao tao chu mẩy tao chu mẩy tao chu tâu sư.
chúng ta đọc chúng ta phải ngắt nghỉ nó đúng câu nhé. Sông của trung tâm mẩy tao chu tâu sư đúng không? Chứ không phải là mẩy tao sao lại chu tâu sư nhé. Nếu mà như thế lúc mà nếu mà người ta không nhìn văn bản thì người ta rất là khó hình dung chúng ta đang muốn nói cái gì. Thế nên khi nói chúng ta phải ngắt nghỉ nó đúng cụm từ vào đúng không? Đấy, đây là cái điểm chúng ta phải chú ý đấy. Chú yêu hiểu xin sông của trung tâm mẩy tao chu tâu sư được chưa? Sao quý vị em đi chị nào lại đi. Chữ giao hiểu xin sân cuối chung tập mấy tao chu tâu sư. Họ thấy chưa chào chúng nào mình bé đâu. Chữ giao hiểu xin sân cuối chung tập mấy tao chu tâu sư. Chữ chi khoa là sở nghĩa sự có hiểu câu này không em ạ? Có là chỉ cần dùng tâm trái tâm cảm nhận thì vẻ đẹp ở khắp vẻ đẹp luôn ở khắp mọi nơi trong cuộc sống ạ. Đấy, hôm nay dịch hay hơn hẳn rồi đúng không? Chưa này nhá. Chỉ cần dùng trái tim của chúng ta cảm nhận đúng không thì vẻ đẹp nó sẽ hiện hữu khắp mọi nơi trong cuộc sống, được chưa? Đấy. Tiếp theo nào. Đọc cho cô câu số 2. Gì nhỉ? Alan đâu tiên? Chứ sư chuẩn nơi đi phang à? Tao chu tao sư. Sư sở mà, chứ sư sở mà. Rác, rác thải là cái gì? Sấy chứ tao. La chi. Tôi. La chi. La chi nhá. Chứ sư sở mà đi phang à, đúng không? Tao chu tao sư la chi. Đây là gì? Đây là nơi nào vậy? Khắp nơi đều là rác. Rồi, đúng rồi, đó, la chi, đúng không? Ở Hàn ngữ hay là Trung Quốc Trung có một cái từ gọi là chi sứ phẩm nhá. La chi sứ phẩm là sở mà sứ phẩm. La chi sứ phẩm là sở mà đông xi. Bạn có biết cái gọi là la chi sứ phẩm không? Là để chỉ những cái gì, chứ chữ sở mà đông xi. Tài chế à? Không phải, không phải. La chi sứ phẩm. Mấy cái đồ ăn vặt đấy ạ. Rồi, đúng rồi. Chứ sứ phẩm sứ KFC này đúng không? Cha chi đấy, những cái loại gà rán KFC này, cô chữ Mai Tăng Láo này hoặc là McDonald's này đấy nhá. Cô chữ Jollibee này, đấy tuyệt. Chứ xie sứ phẩm chứ sứ la chi sứ phẩm. Đấy, Trung Quốc người ta gọi những cái đồ này gọi là la chi sứ phẩm. Vì sao chứ mà gọi nó? Vì sao? Tua chứ 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 xie sứ phẩm đối thân thể làm sao nhỉ? Đối thân thể mấy yếu hảo chu đúng không? Suy nghĩ làm sao? Tham ăn chiêu chao la chi sứ phẩm. Đấy gọi là những cái thực phẩm gọi là không tốt cho sức khỏe nhá thì gọi là các la chi sứ phẩm. Đấy, hiểu chưa? Nhá. Nam tôi thân thể hảo tờ tờ sứ phẩm gọi là sứ phẩm lưu xưa sứ phẩm hiểu không? Hôm trước chúng ta học cái từ lưu xưa đấy, có nhớ từ lưu xưa không? Gọi là gì đấy, thực phẩm gì đấy? Thực phẩm xanh, thực phẩm sạch đấy, đấy nhá, thì nó gọi là lưu xưa sứ phẩm. Thế còn là sao? Tôi thân thể mấy yếu hảo chu chiêu treo la chi sứ phẩm hiểu chưa? Đấy. Các bạn 喜欢吃垃圾食品吗？好像是呢，年轻人đúng không？还有小学生，学生。Tôi rất thích ăn chua chi sứ phẩm đúng không? Mấy cái bọn học sinh ấy, mấy bọn trẻ trẻ nó cũng thấy là cứ thích ăn mấy cái đồ này này đúng không? Khơ khở lưa này, đấy. Hay ở chua cha chi này, cái KFC này, Mai Tăng Láo này, Jollibee này. Đấy. Hắn thích ăn chứ đúng không? Italy men khéo này, mì Ý các thứ cứ thích ăn mấy cái đồ đấy. Chưa? Nhá. Tiếp theo nào, thái độ. Thái độ. Đến sữa. Thái độ. Kiên nào, túi sao chơi cơ truy dự. Cung chua chung, phụ triển cung chua lớn, lớn ly chung nhau. Cung chua thai tu, cân chung nhau. Rồi, sẽ mấy ý sự? Công việc không những, công việc lỗ lực quan trọng, công việc, thái độ của công việc cũng quan trọng hơn. Hỏi chắc con ý xa ti phân truy nào, phiên dịch lại cho cô, dịch lại cho cô cái vế đầu tiên nào. Cụ chỉ cũng luôn lớn như chung nhau là gì? Đến, nỗ lực trong công việc, quan trọng nỗ lực trong công việc. Nâng ly không phải nỗ lực, năng lực nhá. Nếu phải dịch là năng lực làm việc. Ý là trong công việc ấy không chỉ là cái năng lực làm việc quan trọng mà gì ạ? Cái thái độ làm việc nó còn làm sao nữa? Quan trọng hơn đúng không? Nhá. Chính quản nỉ tớ cung chuôn nâng ly phây tráng hảo, đang xin nỉ tớ cung chuôn thai tu phú thai hảo. Na chiêu làm sao? Na chiêu phù xỉu đúng không? Cũng không được nhá. Bi suy làm sao? Ủa chế tạo cung chuôn thai tu bỉ, cung chuôn nâng ly cân chung nhau. Cô thấy là gì ạ? Cái thái độ làm việc nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với năng lực làm việc của bạn. Nǐ kě yǐ měi you gōng zuō nèng lì, nǐ kě yǐ měi you gōng zuō nèng lì, dàn shì nǐ kě yǐ xuě xí, dàn shì rúguǒ nǐ měi you gōng zuō tài dù, zhè gè hěn nán cải biān. Nếu các bạn đã không có thái độ làm việc thì rất là khó để có thể thay đổi được. Đấy, được chưa? Còn nếu các bạn không có năng lực làm việc thì bạn có thể học, đúng không? Có thể học được. Đấy, nhưng mà đã không có thái độ làm việc tốt thì hěn nán thành công, rất là khó để có thể thành công được. Đấy.
nhá. Thay tú đúng không? Rồi, trai túi bên nào? Xén Ninh đâu? Hiền Anh gặp lại cô này lần nữa nhé. Công chua chung, vô chỉ công chua năng lý trung yêu, công chua thay tu công trung yêu. Ừ, rồi, công chua thay tu công trung yêu. À. In sử, à, hiểu cái sử cho in sử. In sử cân suối ý tờ y sử ý nhá. Ừ, in sử cân suối ý tờ y sử ý nhá. Tại sao làm sao? Ở suối ý chẳng chẳng dùng trai khẩu ủy. Thế còn in sử làm sao nhỉ? Chẳng chẳng dùng trai su men ủy nhá. Su men ủy có nghĩa là gì? Su men ủy, có ai biết không? Su men ủy. Khẩu ủy thì là gì? Khẩu ủy thì là gì? Nói á. Như vậy là suối ý đúng không? Suối ý chẳng chẳng dùng trai khẩu ủy, tức là cái từ suối ý thì nó sẽ hay dùng trong văn nói nhiều. Thế còn in sử thì làm sao đây ạ? Chẳng chẳng dùng trai gì? Viết. Ừ, su men ủy đúng không ạ? Đấy nhá, tức là nó sẽ dùng theo kiểu dạng viết văn bản giấy tờ, đưa ra kết luận gì đấy đúng không? Tổng kết gì đấy thì cho dùng cái in sử nó sẽ hay hơn. Được chưa? Ừ, đấy. Rồi, bác của túi xa ti truy nào? Xảo xén đâu? Hiền bé nào? Xảo xén phú trai mà ta xén nào? Em quên em không bật mic. Hảo, rồi trai túi bên. Hồi ơn sư tha khẩn tuôn nén, in trừ khẩn lý trẻ tha tợ. Xin cướng. Xin cướng. Tôi quen anh ta rất nhiều năm rồi, vì vậy rất là hiểu về tính cách của anh ta. Ừ, rồi, tiêu nào, ta xén đâu, trai túi bên. Mấy cái xuôi sông tại sông khứa nâng lý bú ưu thúng. Yên sử lão sư yêu cân truy xuôi sông tại thưa tẹn. Thưa tẹn. Thưa tẹn. Dung bú thúng tại phang phả. Đối với mỗi tính cách của học sinh, đối với tính cách và năng lực của học, với mỗi tính cách và năng lực của học sinh, dịch nào cho nó thoát ý ra xem nào. Cứ thấy bí mãi chỗ đấy thôi. Quan xem phan đi sinh cửa hơn nâng ly đi. Chúng ta nên dịch cái từ sinh cửa và nâng ly trước đi. Tính cách và năng lực của mỗi học sinh là không giống nhau. Vì vậy giáo viên cần dựa theo là gì, dựa theo cái gì, thưa tiện là gì, đặc điểm đấy đúng không? Đặc điểm của từng đúng rồi, đặc điểm của từng học sinh để làm sao, từng học sinh để sử dụng các biện pháp khác nhau. Đúng rồi, được chưa nhá, tính cách và năng lực của mỗi học sinh nó cũng sẽ không giống nhau, vì vậy sao nhỉ, ý là khi mà giáo viên giảng dạy ấy, họ sẽ phải làm sao căn cứ vào đặc điểm của từng sinh viên, từng học sinh để mà sử dụng những cái phương pháp giảng dạy nó cũng khác nhau đúng không, không phải dạy ai giống ai đâu nhá, được chưa đấy. Nên là phải có kỹ năng, giáo viên cũng thế, phải biết quan sát đúng không, học sinh này là ví dụ như là có thể là nhanh về cái này hay mạnh về cái kia đấy, cái này cũng rất là khó đấy đúng không. Tisan nào, số 3, người nhà anh Huy, chị Ngọc. Sưng hứa tợ thai tu eo chưa chỉ chuyển chứa. In sử duy ta phán não sứ nỉ in ca chẳng ý xia phang phả giang chưa chỉ chúng cú cao sinh tợ xin chính chung chầu chu lái. Tôi hẳn hảo. Thái độ trong cuộc sống cần phải do tự bản thân mình lựa chọn. Bởi vì nếu mà gặp những cái, sau khi gặp những cái phiền não thì bạn cần phải, bạn nên tìm một phương pháp mà làm cho bản thân mình từ không vui, từ không tâm trạng, không trong tâm trạng không vui bước ra. Thế là dịch nào cho nó hay bây giờ? Nào, ai dịch cho nó hay đây? Liên, cảm ơn Fanny. Thái độ trong cuộc sống do bạn phải tự lựa chọn. Vì vậy khi mà gặp những phiền não thì bạn nên nghĩ ra một cách để làm cho những cái việc không vui trong bản thân đi ra ngoài. Ý là thế, nhưng mà làm cho những việc không vui cho bản thân đi ra ngoài nghe nó buồn cười đúng không? Ai thì ai hơn được chút nữa không? Thoát khỏi tâm trạng buồn chán đó. Đúng rồi nhờ, nên dịch dùng cái cụm mà thế thì nó sẽ hay hơn đúng không? Ừ nhá. Nào, cứ khác đâu, dịch lại lần nữa anh có thế nào, Phương Anh. Thái độ cuộc sống
Gì đấy? À, thái độ trong cuộc sống thì cần thì bản thân cần phải tự lựa chọn. Vì vậy khi mà gặp những sự phiền muộn thì bạn cần phải nghĩ một chút về phương pháp để làm sao cho bản thân mình có thể thoát khỏi cái tâm trạng không vui vẻ đấy. Nói chung là về nghĩa thì cho hiểu hết rồi đúng không? Nhưng mà cảm giác là khi mà các bạn dịch lên ấy, nghe nó cứ bị làm sao ấy. Trang nói lại cho cô xem nào. Đấy, làm MC không phải dễ đâu đúng không? Đấy, làm phiên dịch không phải dễ đâu. Thì làm sao cho hay không phải đơn giản đâu. Thái độ sống cần phải do chính mình lựa chọn. Vì thế nên khi mà gặp phải phiền não, khi gặp phải những phiền não, bạn nên nghĩ ra cách để có thể giúp bản thân thoát khỏi tâm trạng buồn chán đó. Ừ, được chưa? Đấy nhá, đúng không? Ừ, đấy, theo cô là cái cách dịch này là hợp lý nhất, đấy rồi, được chưa? Rồi, ok, đó. Tiếp theo nào, mình khai sạc khư huấn nhá, chứ cơ khư huấn đúng không? Ừ, chứ cơ khư huấn hấn nhiều ý sự đúng không? Ừ. Đấy, cô cũng đã từng làm một cái video đấy, theo kiểu dạng blog radio đấy, đúng không? Đấy, chúng ta có thời gian chúng ta có thể là gì ạ? Biến cái gần như là theo kiểu dạng bình thường nó cứ ngồi đọc như thế buồn chán đúng không? Chúng ta nghĩ ra những cái gì đấy cảm thấy nó hay hoặc là hứng thú cho mình để mình là thay vì cách là chỉ ngồi học thuộc thì chúng ta có thể là gì ạ? Đấy, thay đổi bằng những cái phương pháp đấy cũng được, đúng không? Đó, làm theo kiểu blog radio đấy, rất là cô thấy khá là hay đấy, khá là hay nhá. Cố gắng lên, cố gắng lên. Nào, một đứa đọc lại cho cô xem nào, Hiền Anh đâu? Chén anh ngủ chai à? Tên là gì ạ? Chảo ly lơ. Chảo ly lơ. Là sư sinh mệnh đỡ yến sơ. Ừ. Là sư đa sư tự rán đỡ lý vụ. Trong hồ chung, bù chê sảo mệ, chê sảo đỡ sư phá xiên mệ đỡ yến chinh. Chủ yếu yếu xin, sinh hồ chung đỡ mệ, đa chú đỡ sư. 生活的态度要自己选择，因此遇到烦恼时，你应该想一下法，让自己从不高兴的心情中走出来。窗外是什么样子，我们无法改变，但我们可以选择窗外。 哪个窗户前选择一个能够带给我们快乐的窗户，这样才能选对心情，选对生活的态度。好，阿锤呢？可以在这边。草绿了，那是生命的颜色，花开了。那是大自然的礼物，生活中才要缺少美，缺少美，不缺少美，缺少的是发现美的眼睛，腿要有心，生活中的美，到处都是，生活的态度要自己选择，因此遇到烦恼时，你应该想一些办法让自己从不高兴的心情中走出来，窗外是什么样子？我们无法改变，但我们可以选择站在那个窗户前，选择一个能够带给我们快乐的窗户，这样才能选择对。选对心情，选对生活的态度啊，对这个，那对呀，启轩呐，再读一遍。巧虑了，那是生命啊色的颜色，花开了，那是太阳，大自然，那是。大自然呢的礼物，生活中不缺少美，
缺少的是发现美的眼睛，主要有幸生活中的美到处都是生活的态度要自己选择，因此遇到烦恼时。 想要下办法让自己从不高兴的心情中走出来，状况是什么样子，我们无法改变，但我们可是可以选择。 可以选择拆拆那拆那个窗户卷，选择一个能够带给我们快乐的窗户，就让家人选对心情，选对生活的态度。 Linh lớn nào, trai túi bên. Chào lưu là sư sinh minh tỏ yến xưa. Hoa khai là sư ta chứ rán tỏ lý u sinh hóa chung bụ. 不缺少美，缺少的是发现美的眼睛，只要有心，生活中的美到处都是生活的态度要自己选择，因此。 因此遇到烦恼时，你应该想一些办法让自己从不高兴的心情中走出来。 窗外，你望窗外。窗外是什么样子？我们呢？想无法改变，但我们可以选择站在哪个窗户前。 选择一个能够带给我们快乐的窗户，是让才能选对心情，选对生活的态度。嗯，电脑。嗯，巧绿了，那是生命的颜色，花开了。 那是大自然的礼物，生活中不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。只要有心，生活中的美到处都是。生活的态度要自己选择，因此遇到烦恼时，你应该想一下办法，让自己从不高兴的心情中。 走出来，室外是什么样子？窗外不是室外，窗外。窗外，窗外是什么样子？我们呢无法改变，但我们可以选择站在那个窗户前，选择一个能够带给我们快乐的窗户，这样才能选对心情。 选对生活的态度。嗯，Phương Anh nào，Phương Anh，最后一次nào，nói lại lần cuối nào。Thảo Ly là，那是生命的颜色。
Hoa khai là na sư ta chư rán tạo lý u sinh của chung u chê sáu u chê sáu mẩy chê sáu tạo sư pha xiên mẩy tạo hiển trinh chữ 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 giao dầu xin sinh của chung tạo mẩy tao su tâu sư sinh của tạo thai tu giao chư chỉ xuyển chứa in chả y tao phản à in tử Như tao phán lão sư, nì in gai xiang yi xie ban phá răng chư chỉ chung bu cao xin tờ xin chính chung chào chu lái. Chuang guai sư sở mơ giang sự. Wo men wu fa cải biên. Tan nì men khở yi xuyển chứa. Chan chai na cơ chang khu chén. Xuyển chứa yi cơ nâng câu tai. Cái của mân khoai lưa tạo trang khu chưa gian trải nứng xen tuy xin chính xuyển tuy sinh của tạo thai tu ok xiao xén nào bác của phan đi ý xa cỏ xanh rồi đó là màu sắc của sự sống hoa nở rồi đó là quà tặng của tự nhiên. Trong cuộc sống thì không thiếu những cái đẹp, chỉ thiếu con mắt nhìn phát hiện được cái đẹp. Chỉ cần có trái tim thì những cái đẹp trong cuộc sống thì đều có thể cảm nhận được. Thái độ trong cuộc sống phải được bản thân lựa chọn. Vì vậy khi mà gặp phải chuyện phiền não thì bạn nên nghĩ ra cách để làm cho bản thân trở lên, để làm cho tâm trạng của bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Bên ngoài cửa sổ có là dáng vẻ gì thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn được đứng trước cửa sổ, lựa chọn như thế nào để có thể mang đủ cho chúng ta vui vẻ. Cái đoạn cuối này thấy hơi thì... chưa được thoát ý lắm đúng không? Ừ nhá. Rồi định nốt đi, xin nốt xem nào. Như vậy thì mới có thể chọn đúng được tâm trạng, chọn đúng được thái độ trong cuộc sống. Được chưa? Chị Ngọc nào, chị Ngọc dịch lại bài này một lần nữa nào. Cỏ xanh rồi, đó là màu sắc của cuộc sống. Hoa cũng đã nở rồi, đó là món quà của cuộc sống. Trong cuộc sống thì không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu là mình có phát hiện ra được cái đẹp đó không. Chỉ cần có trái tim thì cái đẹp trong cuộc sống nó có ở khắp nơi. Thái độ của cuộc sống là do mình, bản thân mình lựa chọn. Vì vậy khi mà gặp những vấn đề phiền não thì mình nên nghĩ ra một cái phương pháp nào đó để cho cả bản thân cảm thấy vui vẻ hơn. Cửa sổ bên ngoài là giác dự bình thường có nghĩa là dáng vẻ đúng không, tức là gì đi ạ? Cái này hiểu như thế nào? Theo kiểu dạng là thế giới bên ngoài cửa sổ đấy đúng không? Tức là khi chúng ta gọi là những cái cảnh vật này đúng không? Cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ đấy, cho nên mình hiểu như thế cũng được. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nó có hình dạng như thế nào thì chúng ta làm sao đây ạ? Không có cách nào để thay đổi được cả đúng không? Nào để thay đổi được. Thế nhưng mà làm sao chúng ta? Nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn là lựa chọn đứng ở cái đứng trước cái cửa sổ nào. Đúng rồi, để chúng ta nhìn cái cảnh vật đấy, có hiểu không ạ? Nó có rất nhiều cánh cửa sổ để cho chúng ta nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà ý là gì? Chúng ta nên lựa chọn xem là mình nên đứng ở cánh cửa sổ nào để nhìn ra bên ngoài. Có thể là mình đứng ở cánh cửa số 1, nhìn ra bên ngoài nó là gì ạ? Lá màu xanh. Nhưng có thể các bạn đứng ở cánh cửa số 2, nhìn ra bên ngoài lúc đấy lại là gì ạ? Chúng ta lại bắt gặp đúng cái gì ạ? Có thể là cái cây nó đang tàn đúng không? Lại gặp đúng cái cảnh cây nó đang tàn. Thì tự dưng chúng ta đứng ở cái cánh cửa mà nhìn ra cái cây mà có lá màu xanh ấy, chắc chắn là gì ạ? Cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều so với là gì chúng ta đứng ở cánh cửa sổ mà nhìn thấy cái cây nó kiểu nó đang
bụi tàn, có hình dung ở chỗ này không ạ? Đấy, cái này là người ta dùng theo kiểu dạng là gì ạ? À, văn kiểu như là gọi là so sánh ẩn dụ các kiểu đấy ạ. Nên là chúng ta phải khi đọc ấy là chúng ta cũng phải hình dung ra được, đúng không? Người ta đang muốn ẩn ý cái gì đấy nhá. Đấy, cái này nó đòi hỏi trình độ là gì? Vừa phải biết được tiếng Trung này nhưng mà sao lại vừa có cả cái khả năng cảm thụ văn học của các bạn nữa thì chúng ta mới có thể dịch được cái bài này nó hay, đúng không? Đấy nhá. Như vậy chỗ này có thể dịch như thế nào đây? Cái bài này cô đã từng làm bài dịch cho các bạn rồi đấy, không biết là đã nghe chưa, đúng không? Ừ, nhá. Có thể dịch như thế nào? Cảnh vật bên ngoài, đúng không, hay là gì ạ? Thế giới bên ngoài hoặc là cảnh vật bên ngoài đi. Cảnh vật bên ngoài dù có dáng vẻ như thế nào thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được, nhưng chúng ta có thể lựa chọn đứng trước cánh cửa sổ nào để nhìn những cái cảnh vật đó, hiểu không ạ? Chúng ta phải thêm từ vào thì cái câu nó mới thoát ý được, chứ còn nếu mà chúng ta cứ đọc chòng chọc dịch từ không ấy mà thì nó rất là khó để có thể thoát ý được, bởi vì đây là những cái dạng văn người ta gọi là văn về cảm thụ văn học rồi. Thế là khi dịch ấy chúng ta cũng lại phải làm sao, phải dịch nó phiêu đi một chút thì nó mới thoát được ý ra, còn nếu không ấy chúng ta cứ đọc dịch mỗi từ không ấy rất khó để dịch, rất là khó để dịch. Đó nhá, những cái dạng văn gọi là văn cảm thụ văn học thì chúng ta làm sao có thể feel đi được, đúng không? Ừ, đấy, được chưa? Và làm sao nhở? Vậy thì chúng ta, nhưng chúng ta có thể lựa chọn là gì? Đứng trước cánh cửa sổ nào để nhìn những cái cảnh vật bên ngoài đó, đúng không? Nếu như chúng ta lựa chọn đứng trước cái cánh cửa sổ mà làm sao đây ạ? Đem đến được cho chúng ta niềm vui, đúng không? Ừ, thì làm sao đây? Chúng ta mới có thể lựa chọn đúng được tâm trạng này và lựa chọn được đúng được cái thái độ sống của chính mình, hiểu chưa? Ừ, đấy nhá, thì đấy là nội dung của cái đoạn này, đúng không? Rồi, tiếp theo nào, ra xem đi ủ khơ quấn tại sân xứ nhá, bài khóa số 5. Đi chúng ta có từ gì đây ạ? Khơ xuế. Ừ, khơ xuế là gì ạ? Khoa học. Ở đây chúng ta có một cái cụm này người ta cũng hay dùng này, đó là khơ xuế chi su nhá. Đầy đủ của nó là khơ xuế chi su. Chi su là gì biết không? Kỹ thuật đấy ạ. À, như vậy khơ xuế chi su là khoa học kỹ thuật, hoặc đôi khi người ta hay nói tắt, hay tắt là khơ chi nhá. Đấy, nhiều lúc người ta nói tắt thành cái từ này khơ chi. Khơ chứ là khơ xuế tại ý sự, đúng không? Và chi chứ là chi su, đấy thì gọi là khơ chi. Bằng với cả khơ xuế chi su đều dịch là khoa học kỹ thuật nhá. Rồi nào, ông ở túi sang cho câu truy sự, đọc cho cô câu này xem nào. Hoài Anh đâu? Em ạ. Ừ. Khơ xuế nghiên cứu chứng minh chứng minh khơ xuế nghiên cứu chứng minh nữ hài tử đối với y phục tự nhân xưa tự chọn chứa与他们的性格有关. Ừ. Nào, xem ý sự đấy, chỉ cho cô đại này thế nào. Ừ. Dựa trên nghiên cứu khoa học hay cái gì ạ? Chứng minh là gì ạ? Chứng minh là gì? Chứng minh đấy, đúng không? Tức là các cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, chứng minh cái gì? Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là con gái đối với màu sắc của quần áo, con gái lựa chọn của con gái đối với màu sắc của quần áo và tính cách của họ có sự liên quan. Nhá, ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cấu trúc lớn, đó là gì ạ? Cả cái cụm này này, đấy, đây là thành phần A này, đúng không? Ừ, đến cái từ chuyển chứa này, đây là A này. Sau đó là gì nữa ạ? Tham ân tự sinh cứa, đây là thành phần B. Vậy đây là cấu trúc gì? Dùy ở đây thì bằng với khứa, đúng không? A dùy B hiểu quan hay là A khứa B hiểu quan nhé. Cấu trúc là A có liên quan đến B, đấy là cấu trúc lớn này. Sau đó chúng ta phải đi phân tích xem là vậy thì A nó sẽ được kết cấu như thế nào, đúng không? Mãi cái thằng tợ đằng sau, đây là một cụm danh từ nhá. Vậy thì cứ bao giờ phải dịch cái cuối cùng, thằng tợ cuối cùng nhé. Thằng tợ cuối cùng mới là thằng trung tâm ngữ chính. Vậy thì chuyển chứa mới là trung tâm ngữ chính này. Vậy mình phải dịch lộn từ cái thằng chuyển chứa này lên trước. Vậy thì cái nào đây? Việc lựa chọn của con gái đối với màu sắc của quần áo, đúng không? Thì làm sao đây ạ? Có liên quan đến gì? Tính cách của họ, hiểu chưa? Đấy nhá, chứ phải dịch ngược như thế thì nó sẽ xuôi hơn, nó sẽ xuôi hơn, đúng không? Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng sự lựa chọn màu sắc của quần áo của con gái thì làm sao sẽ có liên quan đến tính cách của họ, hiểu chưa? Đấy nhá. Chúng ta có từ khơ xuế, đúng không? Quỳnh bé đâu, đọc lại cho cô lần nữa nào. Khơ xuế. Khơ xuế chi su. Khơ chi. Khơ xuế nhắn chiêu chứng minh ạ. Nữ khái trự tuy y phụ tạo nhắn chua tạo chuyển chứa. Nữ tham mân tạo sinh cửa mấy quan. Dẫu quan. Dẫu quan. Tiếp theo nào, sẽ có từ quáng quảng ạ. Quáng quảng nhá. Đây là một phó từ. Quáng quảng.
Ở đây chúng ta dịch là thường hoặc là luôn luôn đúng không? Ừ, thường hoặc là luôn luôn. Ở đây người ta giải thích cái gì đấy ạ? Quáng quảng là một phó từ này, chỉ là gì đấy? Một cái tình huống nào đó thường xuyên xảy ra đúng không? Ừ, thường xuyên xảy ra nhá. Hoặc là gì, nhưng mà nó sẽ nhấn mạnh là gì? Thường để chỉ nói những cái vật gì đấy mang tính chất quy luật, mang tính chất quy luật. Mình hay dịch là thường như thế nào hay là luôn luôn như thế nào. Mình học rất là nhiều từ mang nghĩa là thường thường rồi đấy đúng không? Giống như từ tráng tráng này đúng không? Rồi thì trinh tráng này, đấy cũng hay dịch là thường thường hoặc là luôn luôn nhá. Vậy một lát nữa chúng ta sẽ đi là có một cái chỗ phần phân biệt để xem là quáng quảng với trinh tráng hiểu chúng quỳ nhá. Xem mấy cái từ quáng quảng này và các cái từ đấy thì nó có cái điểm khác biệt gì không đúng không? Ừ, nhá. Nào, bây giờ đầu tiên mình sẽ đọc một vài câu ví dụ liên quan từ quáng quảng trước đã nào. Ti là cái gì đây? Kiên, vào cái câu số 1 xem nào. Câu này chính là câu mà vừa lấy ví dụ đấy, nhưng thêm cái từ quáng quảng thôi. Vì hai chữ tuy y phu giản xưa tạ soạn chứa quán quả vì tham ân tạ sinh cửa giàu quan. Ở đây là gì ạ? Con gái làm sao đây? Dịch là gì? Việc lựa chọn đúng không? Ừ, việc lựa chọn màu sắc. Đấy, việc lựa chọn màu sắc quần áo thường có liên quan thường có liên quan đến liên quan đối với tính cách của họ. Ừ, đúng rồi, thường có liên quan đến tính cách của họ đúng không? Như vậy cái này là gì ạ? Đang nói về cái gì? Tức là những cái gì đấy xảy ra mang tính chất là theo kiểu dạng là quy luật đúng không? Định luật nhá. Hay là những cái triết lý gì đấy người ta đưa ra Thế còn mấy cái từ như trinh tráng hay tráng tráng là thường để nói về cái gì? Tần suất nhiều hơn đúng không? Tần suất xảy ra hành động. Đấy, thì nó sẽ hay dùng cái từ gì ạ? Tráng tráng hoặc là trinh tráng nhiều hơn. Còn quáng quảng là mang tính chất là gì? Đưa ra một cái gọi là quy luật gì đấy thường xảy ra hay là một cái định luật gì đấy, một cái triết lý gì đấy nó thường là như vậy. Đấy, thì nó sẽ hay dùng từ quáng quảng nhiều hơn đúng không? Nhá. Thế còn trinh tráng hoặc là tráng tráng thì mang tính chất là gì? Gọi là tần suất xảy ra hành động. Ví dụ nói là hoàn sang của tráng tráng chua sớm buổi tối thì thường làm cái gì, cái đấy là gì, nói về những cái tần suất mà chúng ta thường hay làm một cái việc gì đấy đúng không? Còn cái này là mang tính kiểu dạng là gì, đúc rút ra cái triết lý hay là kinh nghiệm hay là quy luật gì đấy nhá. Số 2 nào, số 2 là cái gì đây, cho cô số 2 xem nào. Hiền lớn nào, giáo chuyên nhân tại chu chưa sứ chi quán quảng tây tao lưu chính quang tâu phê tráng xú si tham ân sư tao y thiên tạo mấy thiên sứ toan mấy cơ ti phang mấy cơ sứ toan sứ mơ ti phang khởi nắng tủ chưa. Chỗ này hiểu như nào? Những người lái xe taxi thì có kinh nghiệm đối với tình hình. Ở đây là cấu trúc đây này nhá. Ở đây cấu trúc là cái gì đây? Cấu trúc lớn đó là cả cái cụm này đúng không? Quáng quảng nó là phó từ rồi, nhưng nói tuy. Đấy, vậy thì cả cái này là A này. Tuy cái gì gì đấy đúng không ạ? Tuy cái thằng B này này. Đấy nhá. Đây là B này đúng không? Phê trắng xú si. Xú si thì là cái gì? A tuy B hẳn xú si đấy. Đúng rồi, A tuy B hẳn xú si. Cấu trúc là A tuy B hẳn xú si có nghĩa là A rất là quen thuộc hay là thân thuộc với cái gì đúng không? Vậy nên nó thay vì khẩn bằng phê tráng thôi, vô cùng. Như vậy là A vô cùng quen thuộc hay là gọi là thuộc về cái vấn đề gì đấy đúng không? Vậy nên sẽ dịch như nào? Những người lái xe taxi có kinh nghiệm đúng không? Thì luôn hay là thường làm sao? Rất quen thuộc với... Đúng gì? Tao lưu chính khoang, tao lưu là gì biết không? Đường. Các con đường đấy, tao lưu là để chỉ các con đường, chính khoang thì là tình hình thôi đúng không? Vậy thì sẽ có thể vậy em có thể dịch lái đi, cái từ xuống chi trong trường này dịch là gì, thay vì nói là quen thuộc thân thuộc em dịch thành am hiểu đi nhá, thì nó sẽ xuôi hơn. Những người lái xe taxi có kinh nghiệm thì làm sao, thường rất là am hiểu về tình hình đúng không, về tình hình gọi là tình hình của các cái con đường ấy ạ, đúng không? Đường. Tình hình của các con đường làm sao, họ biết là gì ạ, họ biết là sứ toan ở đây là gì? Chúng ta có thể dịch là các cái thời điểm nhé, các cái thời điểm thời gian, các cái thời điểm ở trong một ngày đúng không? Tức là ở họ trong một ngày. Đúng rồi, thời điểm mỗi một thời điểm trong một ngày thì làm sao cái nơi đấy có thể làm sao xảy ra tắc đường hay không? Tắc đường hay không? Có hiểu chỗ này không? Đấy nhá. Những người là tài xế taxi mà có kinh nghiệm ấy thì họ rất là am hiểu về tình hình giao thông, các bạn có thể hiểu thêm được, hay là tình hình giao thông của các con đường, có thể thêm từ vào tình hình giao thông của các tuyến đường cũng được. Họ sẽ biết là gì ạ? Thời điểm nào của một ngày đúng không? Thì cái nơi này có thể là sẽ xảy ra tắc đường hay không, được chưa? Đấy nhá, vậy mình phải dịch nó phải thoát ra, thoát ra. Đấy. Số 3 nào, ở trong câu số 3 xem nào. Tiếp nào, gì đây? Kiến Anh là cô số 3 xem nào. Nhà bên cạnh nó đang hát karaoke. Phố lơ chơ sư tự mình chữ.
家里父母往往扯教孩子的小名。啊，对，什么意思呢？也让你。Ngoài những cái tên chính ra thì người Trung Quốc thường gọi ở những cái tên phụ, những cái tên ở nhà. Ờ, cái xiao ming ở đây không dịch là tên, kiểu dạng như là tên gọi là tên nickname đấy, đúng không? Tên gọi là tên đáng yêu, tên ở nhà đấy. Đúng rồi. Ví dụ như là gì ở nhà bố mẹ hay gọi bọn trẻ con, ví dụ gấu này đúng không? Thỏ này hay là mèo với lại cái gì đấy, bánh bao, bánh biếc, những cái đấy người Trung Quốc sẽ gọi đấy là các xiao ming đúng không? Ừ nhá. Và ở nhà thì họ sẽ làm sao? Bố mẹ thường sẽ làm sao? Ở nhà thì bố mẹ sẽ thường gọi con cái theo cái tên ở nhà. À, đúng rồi, theo cái tên ở nhà của bọn trẻ đấy, đúng không? Ừ, nhá, được chưa? Nào, đấy. Mình khai xa, nào mà quảng quảng và chinh trắng, đúng không? Quảng quảng và chinh trắng hiểu sử mơ gọi là cung thống tiện và bu thống tiện, xem là có những cái gì mà có thể là giống nhau một chút hay là khác nhau hay không nhá. Đây, người ta nói đây này, cái từ quảng quảng là gì đi ạ? Thường là gì ạ? Sự tổng kết tình huống tính đến thời điểm hiện tại, tức là gì? Tóm lại mình nói về cái gì, nhấn mạnh đến cái gì đây ạ? Tính quy luật nhá. À, thường nó sẽ nhấn mạnh về tính quy luật nào đấy, đưa ra một cái triết lý nào đấy, một cái quy luật nào đấy, đúng không? Hay một cái hiện tượng nào đấy, nó thường xảy ra như vậy, nó thường xảy ra như vậy. Thế còn trinh trắng thì làm sao đây ạ? Nó nhấn mạnh về cái gì? Nhấn mạnh người ta gọi là về tần suất xuất hiện của hành động nhá, tần suất xuất hiện của hành động, đúng không? Có thể là gì, hành động đấy không phải mang tính quy luật, nhưng chỉ nói về là nhấn mạnh về cái là ví dụ cái việc này chúng ta hay làm thôi, cái việc này chúng ta hay làm đấy, thì mình sẽ hay dùng từ trinh trắng, được chưa? Nào, đọc cho cô hai câu ví dụ này xem nào. Câu số 1 nào. Câu số 1 là gì đây? Tùy nào.是往往饭，我们家往往最最近附近的公园跑步。散步，所以呢，散步。散步。嗯，意思是？刚刚早上，家中大公，家中大，通地，在公园，跟给的，地步啊。 À, để đi tản bộ đúng không? À, để đi tản bộ nhá. À, thế câu số 2 thì sao? Câu số 2 là sao? Như vậy câu số 1 là gì? Người ta đang đưa ra, tức là người ta đúc kết. Cái này là theo kiểu dạng là người ta đưa ra một cái là mang tính chất là đúc kết cái quy luật của cái gia đình này, đúng không? Đúc kết quy luật của gia đình này. Đấy, thì người ta sẽ dùng cái từ quáng quảng để nhấn mạnh. À, quáng quảng để nhấn mạnh nhá. Mang tính chất là đúc kết quy luật của gia đình này là gì? Cứ ăn cơm tối xong là họ sẽ làm sao? Họ sẽ đi đi ra công viên để đi tản bộ, đúng không? Lúc này là ta đang muốn nhấn mạnh về cái quy luật của cái gia đình này nó là như thế. À, đấy, hay là cái thói quen của gia đình này nó là như vậy. Còn câu số 2 thì sao? Câu số 2 thì sao? 长时间对着电脑工作对身体不好，我们以后也经常去公园散散步吧。 Ừ, như vậy chỗ này thì là gì ạ? Muốn nhấn mạnh về cái gì đây? Đưa ra cái khuyên đúng không? Là gì ạ? Thời gian dài mà làm sao? Làm việc trên máy tính đối với cơ thể thì không tốt. Chúng ta sau này sẽ rất thường xuyên cũng thường xuyên đi đến công viên để đi tản bộ đi. Ờ, được chưa? Cái này là như kiểu dạng là đưa ra lời khuyên đúng không? Đưa ra lời khuyên là gì? Chúng ta nên thực hiện cái hành động này với tần suất nhiều hơn, đúng không ạ? Nhá. Cái câu số 1 là đưa ra lời tổng kết, đưa ra lời tổng kết là cái gia đình này đúng không? À, nó sẽ cứ làm cái này, cứ buổi xong buổi tối là sẽ thực hiện cái hành động như thế này. Còn cái câu số 2 là gì? Như kiểu dạng là mang tính chất là đưa ra lời khuyên, chúng ta nên thực hiện hành động này với cái tần suất nó nhiều hơn như thế này, với tình hay là với cái tần suất gọi là thường xuyên hơn đúng không? Thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Đấy. Như vậy là khi nào mà chúng ta muốn nhấn mạnh về cái việc đó là gì ạ? Hành động gì đấy mang tính chất quy luật đó, thì chúng ta sẽ dùng từ quảng quảng. Còn lúc nào mà muốn nhấn mạnh đến ý là gì đấy ạ, theo kiểu dạng là nói về cái gọi là tần suất xảy ra của hành động thì chúng ta sẽ hay dùng từ trinh trắng nhiều hơn, được chưa? Đấy nhá. Thì đấy là cái sự khác biệt một chút giữa hai cái này. Đấy. Ngoài ra này nó còn cái gì nữa đây ạ? Người ta nói là gì? Nếu mà chúng ta sử dụng cái quáng quảng ấy ạ, à, nếu sử dụng quáng quảng thì làm sao? Thường sẽ phải nêu rõ tình huống này, hay là điều kiện này, hay là kết quả nào đấy có liên quan đến hành động nhá. Thường phải đưa ra cái tình huống này, tức là thường chúng ta phải đưa ra một cái tình huống nào đấy. Đấy, hay là đưa ra một cái điều kiện nào đấy, thậm chí là gì ạ? Phải đưa qua một cái ra một cái kết quả nào đấy nó có liên quan đến cái hành động này thì chúng ta sẽ dùng từ quáng quảng. Thế còn làm sao cái câu mà sử dụng trinh trắng thì đôi khi làm sao chúng ta không cần thiết phải nêu ra tình huống, cũng không cần phải đưa ra điều kiện, cũng không phải đưa ra một kết quả gì cả, đúng không? Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng trinh trắng được nhá. Đây, ở đây người ta nói đây này, có hai câu ví dụ. Làm cho câu số 1 xem nào. À, Phương Anh đâu?
trang ta sẽ xuống. Ủa khẩn sĩ khoan, nguyên tung, quảng quảng, trinh chán trai châu mua cả. Án chiếu, thi chú chiếu. Ừ, là gì? Ờ, khi mà lên đại học thì tôi rất là thích thể thao. Và tôi thường xuyên chơi bóng rổ và đá bóng vào cuối tuần. Ừ. Ở đây thế như vậy là đây là gì đây ạ? Nó có cái tính gì đây? Tính quy luật. Ở đây có cái cụm đó là trai châu mua. Đã có hiểu ý chỗ này không ạ? Nhá, bởi vì cái này là mang tính quy luật rồi, là gì? Cứ vào cuối tuần đúng không? À, cứ vào mỗi cuối tuần nó kiểu như là nó thể hiện theo cái kiểu dạng là mang tính quy luật rồi. Đấy, thì có thể là gì? Người ta sẽ hay dùng cái từ quán quản này nhiều hơn đúng không? Dùng trinh tráng thì vẫn được thôi, nhưng mà ý là nếu như có những cái quy luật như thế này thì chúng ta có thể là gì ạ? Sẽ dùng thêm được cái từ quán quản nữa. Thế còn trinh tráng thì đôi khi làm sao thôi ạ? Chúng ta chỉ nói với cái gọi là nhấn mạnh cái tần suất thôi, chứ không đưa ra tính quy luật ở đây đúng không? Không đưa ra tính quy luật ở đây nhá. Câu 2 này người ta không có cái từ trai châu mua nữa đúng không? Bỏ cái từ trai châu mua đi. Đấy, này nó không mang tính quy luật ở đây thì chúng ta sẽ nên dùng cái từ gì ạ? À, sẽ hay dùng từ trinh tráng nhiều hơn. Hiểu hiểu ý cái chỗ này không? Đấy nhá. Rồi, thế còn làm sao nữa? Trinh tráng thì còn tương đương với cả từ tráng nữa. Thế còn làm sao? Quáng quảng thì người ta nói là gì ạ? Không thể rút gọn thành từ quảng được đúng không? À, đấy nhá. Thay vì nói là gì? Ủa trinh tráng tả lán chiếu, chúng có thể nói là ủa tráng tả lán chiếu vẫn được đúng không? À, đấy. Thế còn không thể nói là ủa quảng tả lán chiếu được, mà bắt buộc ví dụ nếu mà có từ quáng quảng thì phải dùng cả hai từ này. Đấy, hai từ này. Đọc cho cô hai câu ví dụ này, đọc cho cô câu ví dụ này xem nào. Liên. Trai quả. Trai sang. Trai sang trai. Trai sang trai. Tả chứa tự sử hâu kiểu tự rấn. Trinh trắng khuê mảy xe chư chỉ bẩn lại bu suy giao. Sân chư hẳn khởi khẩn khởi đứng ít chứ tô dung bu tao thợ tung si. Như vậy là đây nhiều tự lấn trinh trắng ở đây, chúng ta thì hoàn toàn có thể bỏ chữ trinh đi, chỉ dùng mỗi chữ trắng thôi cũng được đúng không? Nhiều tự lấn trắng khuê mà y xia chư chỉ bẩn lại bu si giao. Thế còn ở đây làm sao nếu mà dùng quáng quảng thì bắt buộc phải dùng cả quáng quảng chứ không được dùng quảng được đúng không? Câu này hiểu như thế nào? Khi mà trung tâm thương mại giảm giá thì rất là nhiều người, rất có những người sẽ đến mua những cái thứ mà vốn dĩ không cần thiết, thậm chí là có thể sẽ không dùng đến cái đồ đấy. Như vậy là cứ khi nào mà trung tâm thương mại giảm giá đúng không, thì có những người là gì, họ sẽ thường xuyên đến mua những cái đồ mà sao bản thân mình chả cần đến, thậm chí là gì đấy ạ, không bao giờ dùng đến đúng không, nhưng mà họ cứ thường xuyên đến đấy mua, được chưa? Đấy nhá, thì đấy là từ này. Nào bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài để gọi là làm để phân biệt một chút lại một lần nữa, xem hai cái từ này đúng không, nên chỗ nào nên dùng nào, chỗ nào nên dùng cái gì. Câu số 1 nào, đọc cho cô câu số 1. Câu số 1 ở đây thì là gì? Có thể dùng được cả hai từ đúng không? Ừ, có thể dùng được cả hai từ. Kiên đâu? Kiên đọc cho cô xem nào. Trung Quốc nhân quán quảng trinh tráng huy chỉnh trung giao tờ khu nhân khu nhân đi phan tiên chư phan. Nghĩa là gì đây? Quốc thường sẽ mời khách hàng quan trọng đi ăn cơm ở nhà hàng đúng không? Truy phan đen truy phan. Thế ở đây là gì ạ? Nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh về tính quy luật đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng từ ngoáo quảng. Còn nếu là gì ạ? Nói về thì gọi là tần suất người Trung Quốc hay thực hiện thì sẽ dùng từ trinh tráng. Ở đây thì tùy chúng ta muốn nhấn mạnh về ý nào thì sẽ dùng ý đấy, thì có thể dùng cả hai từ đều được đúng không? Thế câu số 2 thì sao? Câu số 2 xem nào. Chị Huyền đâu? Đọc câu số 2 xem nào. Câu số 2 ở đây thì là gì? Nhấn mạnh về cái gì thôi? Nhấn mạnh về gọi là tần suất, tức là ông nội đúng không? Hay nói cái gì đấy? Chứ ở đây thì nó không nhấn mạnh về cái quy luật gì cả đúng không? Không nhấn mạnh về quy luật gì cả, mà chỉ là gì thôi ạ? Nói về cái tần suất là ông nội hay khuyên nhủ chúng ta làm cái gì đấy thôi. Đấy, vậy ở đây người ta sẽ dùng từ trinh tráng thôi chứ không dùng từ quáng quảng đúng không? Chị Huyền đâu? Đọc câu số 2 xem nào. Cái từ ông nội là gì? Đã bị quên. Dễ dê cao su ủa trinh trắng, chỗ hỏi thêm từ bà dễ dê trinh trắng. Dễ dê trinh trắng cao su ủa bu quản chua sẩn mơ sư chính đâu in cai rân chân. Vậy ở đây là nhấn mạnh về gọi là cái tần suất ông hay nói với mình như vậy đúng không? Ông hay nói là gì đây?
Ông nội thường là bảo tôi là mà bất kể là làm cái việc gì thì đều phải lên chăm chỉ. À, chăm chỉ hoặc là nghiêm túc đúng không? Ừ. Thế số 3 thì sao? Placa pantenta chai pu chi na hao chu o chi che cửa bú cao quay bú quay số ỉ chán mân không phải số ỉ đâu đây là ỉ hâu ạ ỉ hâu chán mân cửa ỉ quáng hoảng chư quáng hoảng truy là truy hay là chinh trắng truy nên điền từ gì hợp lý hơn hay cả hai này nó thành ra cái này nó là thói quen thì là chinh trắng thôi đúng không cô cái chỗ này thì nó mang tính chất theo kiểu dạng là thường xuyên đi chứ cái này nó cũng không mang tính chất gọi là quy luật gì lắm đúng không? Thực ra là nếu mà chúng ta muốn nhấn mạnh về quy luật thì cũng được thôi, nhưng mà ở đây thì nghe nó không có cái gì mùi triết lý hay là quy luật cả đúng không? Nhưng mà ở đây có thể dùng cả hai được, giống như cái câu lúc nãy ở trong câu ví dụ người ta nói là chư phan hầu ở mân y cha lớn bóng hoảng truy cung nhấn san sampu đấy cũng vẫn được nhá. Thế chỗ này là có thể dùng cả hai điều được đấy, bởi vì ở đây nó cũng đưa ra điều kiện đây này. Tức là chúng ta nhớ này, cái từ quáng quảng là gì, nó sẽ hay đưa ra cái điều kiện. Ở đây là người ta đưa ra điều kiện này, tại sao mà chúng ta lại thường xuyên đi như mang tính quy luật như vậy, là bởi vì gì? Cái nhà hàng này thức ăn nó không những là ngon mà còn làm sao, giá nó còn không đắt nữa đấy. Tức là lúc nãy các bạn có nhớ có một cái ý đây này, người ta nói đây này, đây quáng quảng là gì, thường nó sẽ hay nêu rõ những cái tình huống hoặc là điều kiện hoặc kết quả có liên quan đúng không? Đấy nhá. Thế ở đây này, cái câu này là gì, người ta đưa ra rất là nhiều điều kiện để là dẫn đến cái việc là gì đấy ạ, chúng ta sẽ sau này sẽ là gì, ý là thường xuyên đi và đi mang tính kiểu quy luật như thế đúng không? Đấy, thì ở đây thì thực ra là dùng cả hai điều được, dùng cả hai điều được nhá. Đấy chưa, số 4 nào, số 4 thì nên dùng cái gì, sẽ nào, chỗ này chỉ có thể dùng cái gì thôi, chinh trắng, ồ chinh trắng nhỏ ngon, chưa có cung chua chinh trắng theo Japan. Liên đâu, liên đọc với cô câu này xem nào. Chưa có cung chua chinh trắng theo Japan, chi hôi mấy sự chen bay hải tử, chưa có răng quả sâu bù lẻo. Chưa có răng quả sâu bù lẻo, câu này hiểu như nào? Thì công trong công việc thì luôn luôn phải tăng ca, gần như là không có thời gian bên cạnh con cái, như vậy thì tôi không chấp nhận được. Rồi, số 5 nào, số 5 thì nên điền cái gì? Chỗ này đây này, chỗ này người ta cũng đưa ra như kiểu một cái điều kiện theo kiểu dạng là mang tính quy luật nhiều đây này. Các bạn có thấy mà xem, đây là gì, đọc cho câu này xem nào, Phương Anh. Hẳn tua 30 xuôi, ở chùa yêu tận nhàng trinh rấn bình sử công chua chinh tráng chỉnh trang nhé, chỉnh trang à, chỉnh trang tham mân chinh tráng chưa là trái chú phan khơ là trái khơ sợi khửa, đây là khửa nhé, khửa là trái khơ sợi, trái khơ sợi. Chỗ này có thể điền quáng quảng được không? Cái này cũng có thể là như kiểu dạng như là nó mang tính quy luật nhiều này, bởi vì là nó như kiểu đang đưa ra cái quy luật đối với gọi là cái mức độ thường xuyên của những cái người mà trẻ khoảng độ 30 tuổi ấy. Cái này nó cũng có thể là đưa ra thành quy luật được này đúng không? Những cái người trẻ mà khoảng độ 30 tuổi ấy, bình thường ra công việc của họ rất là căng thẳng, thế nên là gì, họ luôn, cái này nó mang tính quy luật được này. Đấy, thì chúng ta cái này cũng có thể điền được cả hai nhá, cái này có thể điền được cả hai được này. Đấy, nếu chúng ta muốn nhấn mạnh về tính quy luật ở đây, bởi vì ở đây có cái từ san sứ hơi chuỗi yêu, cái này là có thể đưa ra thành quy luật được đúng không? Bởi vì đối với những người 30 tuổi là thường nó sẽ xảy ra như thế, thường nó sẽ ai xảy ra như thế. Đấy, thì chỗ này chúng ta có thể điền cả hai điều được đúng không? Đấy nhá. Họ thường sẽ làm sao đây? Cứ để đói rồi mới ăn đúng không? Và khát thì mới uống. Đấy, thì đấy là như kiểu mang tính quy luật đấy. Có nhiều người nó là kiểu quy luật như vậy. Và cứ đến tầm 30 tuổi là chỉ tập trung vào công việc thôi, đúng không? Đấy nhá. Tiếp theo là sẽ có từ gì lên đây ạ? Giáng quang. Cái từ này chúng ta có thể sử dụng như danh từ hoặc là tính từ đều được. Danh từ thì mình sẽ dịch là gì đây ạ? Ánh sáng mặt trời đấy đúng không? Hay đôi khi dịch là ánh nắng, ánh sáng hoặc ánh nắng. Cái tính từ thì hay dịch là cái gì? Hay dịch là một người làm sao hẳn giáng quang, tức là gì? Một người gọi là luôn luôn gọi là hướng đến ánh nắng mặt trời, tức là gì? Một người luôn luôn gọi là rất là tích cực và lạc quan đúng không? Đấy nhá. Rồi, đọc cho cô câu này xem nào. Hiền Anh.
他这个人性格比较阳光。嗯，对，câu này hiểu như thế nào? Ừ, tính cách của con người anh ta thì khá lạc quan. À, đúng rồi, khá là lạc quan, khá là tích cực đúng không? Ừ, đấy nhá. Thì lúc này nó sử dụng như một tính từ thì mình hiểu đây là một người làm sao gọi là luôn luôn hướng về ánh nắng mặt trời đấy, tức là người lạc quan đúng không? Thì còn câu số 2, câu này thì mang nghĩa gốc đây này. Ờ, đọc cho câu này xem nào. Quỳnh Trang. Quỳnh Trang ở đấy à? Ờ, thế gì nhỉ? Khai trang khu rang yang quang chin lai. Nghĩa là gì? Chắc là những mạng nhà Trang lại bị yếu sao ấy, chưa? Tức là gì đấy? À, mở cửa sổ. Mở cửa sổ. Ừ, cho ánh sáng nó vào đấy, đúng không nhá? Cho ánh sáng mặt trời vào đấy thì có từ yang quang. Rồi, đọc lại hai câu này lần nữa cho cô nào. Chào chúng đâu, Quỳnh bé nào. Tha chua cơ rắn sinh cửa bị treo giáng quang cả khai trang khu giang giáng quang chín lái chín lái chín lái chín à hiểu chi trí tích cực nhá chi trí chi cơ xí hung sứ đúng không, đây là một tính từ thôi. Chán chán dung lái méo xỉa ý cơ đến tận sinh cửa thường dùng để miêu tả gì nhỉ, về tính cách của một con người đúng không. Ừ, chi trí nhá, tích cực. Kiên nào, túi sao cho câu truy chữ. Sang ban sứ giao chi chí tạo hồi tá lão sư tạo quần thí. Ừ, túi sư sang ban, nhớ sang khơ. Ừ, sang khơ sứ. Đi học là phải tích cực trả lời câu hỏi của thầy cô. À, tôi phải chưa nhớ hả? Nhi chứa tận, nhi chi chí mà. Nhi chứa tận, nhi chi chí hồi tá lão sư tạo quần thí mà, Kiên. Tôi không biết đâu. Chị ta, này. Rồi, tiếp theo nào. Chị Huyền đâu? Đọc câu số 2 nào. À, ta sư ý cơ chi chỉ quay, à gì nhỉ? Lưu quan, chi chỉ lưu. Lưu quan thờ rấn. Vì tao sửng mơ. Ân nán. Cái gì nhỉ? Vì tao sửng mơ khuân nán. Khuân nán. Tâu Cái này là gì? Dũng cảm là gì ạ? Dũng cảm nhá. Tâu dũng cảm. Dũng cảm là men tuê. Ờ đúng rồi, phải chưa nhờ. Liên nào, Liên đọc lại một lần nữa hai câu này nào. Sang cơ sứ giao chư chỉ tự hồi đá lão sư tự quân thí. Tha sư ý cơ chư chỉ khoa lơ quan. Chỉ lơ quan đấy, chỉ lơ quan. Lơ quan tự vấn, ghê ta chuẩn mơ khuân nắn, tơ dũng cảm, miên tuệ. Dũng cảm cả miên tuệ. Dũng cảm nhé. Rồi, Linh lớn nào, Linh lớn đọc lại một lần nữa nhé. Linh lớn còn đấy không? Rồi, thì bạn khác nào? Gì nhỏ... Hiền lớn đâu? Đó lại cô nào? À, sang cơ sứ giao chư chỉ tạo hồi tá lão sư tạo vấn thí. Tha sư ý cơ chi chí lưu khoan tạo rấn. Vì tao sở mơ khuân nán tâu đúng cả men tuây. Ừ, rồi, ok. À, rồi, chơi hầu ý cơ khơ quấn nhá. Đọc lại bài khóa cuối cùng một lần cho cô xem nào. Ai ở trước đây? Nào, Hiền bé đâu? Quý bé. Khơ xuế dén trinh và khơ xuế dén chiêu trông mính nữ hái chữ tuy y phụ dén xưa tợ chuyển chứa quáng quả quý vị tha mân tợ sinh khứa hiệu quan xỉ hoan choan chữ choan bái xưa y phụ tợ nữ hái chữ sinh khứa bỉ treo ráng quang sân khứa thai tu khứa. À, chi chí. Ừ, chi chí xiang sang nhé. Chi chí xiang sang. Chi chí xiang sang sư tha mân tập. Ý cung thưa tẻ.
tham ân tấu sĩ văn cung thúng thưa tẻ, đọc lại chỗ này này, sư tham ân tấu cung thúng thưa tẻ, sư tham ân tấu cung thúng thưa tẻ, ở sĩ văn chuan cúng sư y phụ tợ ngụy hái chữ xin cớ bị treo lang man dán xưa dán xưa dễ quay bính xiang bính xiang lấn tợ xin chính u thúng tợ dán xưa quay cậy cấy của mân tay lái u thúng tợ càn chính bên khoa cúng xưa lang lang lấn bên tợ lưa chính khoảng xưa khứa bái xưa rang lấn xin chính ở ủy khoai khơi xưa chê dùng y rang mấn ở cản tao sang xin lấn mân trai khan khan tao lui xưa xứ lán xưa nhé khan tao lán xưa khan tao lán xưa xứ khơi chế tợ khẩn su phụ bên tợ ở an trinh xa lái lui xưa đang của mân tợ giảm trinh tợ tứa tao khoan, trở lại phải đọc là tứa tao nhé, tiếu tao siêu si, tứa tao siêu si. Được chưa, bạn khác nào, chị Ngọc đâu, lại nữa nào. Khưa xuế dán chiêu trương minh nủy hái chữ tôi y phụ dán nủy hái chữ tôi y phụ dán xưa tợ chuyển chứa quáng quảng vì tha mân tợ xin cớ yếu quan sĩ hoan choan bái xưa y phụ tợ nủy hái chữ xin cớ bị treo giáng quang sân hố thai tu chi trí xiang sang sư tha mân tợ cung thúng thưa tiễn ở sĩ hoan choan hùng xưa y phụ tợ nủy hái chữ xin cớ bị treo lang man dán xưa dễ huy ính chẳng dẫn tợ xin chính bu thúng tợ dán xưa huy kể tha huy kể của mân huy kể của mân tai lái bu thúng tợ cản chính bên hoa hùng xưa giang dẫn bên tợ rưa chính hoáng xưa hứa bái xưa giang dẫn xin chính quý khoai hơi xưa chê rúng y giang dẫn cản tao sang xin dẫn mân trai khan tao lán xưa sứ huy chế tợ hẳn su phụ bên tợ an trinh xa lái lui xưa giang của mân tợ dẫn trinh tứa tao siêu si. Rồi ok, Thùy nào sai tứ bên khơ sử dẫn chiêu trong mình người hai chữ tuy y phụ dẫn sơ dẫn sứ hoảng hoảng vì tha mân tợ sinh cờ yếu quan chỉ khoan cho bài sơ y phụ tợ người hai chữ性格比较阳光，生活态度积极，向上是他们的共同特点。而喜欢穿红色衣服的女孩子，性格比较浪漫，颜色也会影响人的性情。不同的颜色会给我们带来不同的感情变化。红色让人变得热情，黄色和白色让人心情愉快。会说却容易让人感到伤心，人们在看到蓝色时会觉得很舒服，变化安静下来，绿色让我们的眼睛得到休息。啊，对，好，都请小鸟。OK， 那我们先来翻译一下呢。今天呢，旁边他们在唱卡拉 OK， 对吗？很吵，rất là ổn đấy. Chúng ta dịch lại một bài này một lần nhé. Buổi sau chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa sau. Dịch cho cô bài này một lần xem nào. Ai đây? Nào, Hiền lớn đâu? Hiền lớn dịch cho cô đi. Nghiên cứu khoa học chứng minh màu sắc của trang phục của con gái. Cái câu này vừa dịch cũng vậy sao? Việc lựa chọn màu sắc trang phục của con gái với có mối liên hệ với tính cách của họ. Những cô gái mà thích mặc đồ màu trắng thì có tính cách khá lạc quan. Đặc điểm chung của họ
đặc điểm chung của họ là thái độ tích cực với cuộc sống. Ngoài ra thì những cô gái mà thích mặc màu đỏ thì tính cách khá lãng mạn. Màu sắc cũng có ảnh hưởng đến tâm trạng. Màu sắc không giống nhau thì có đến màu sắc không giống nhau thì khiến cho họ có những cảm xúc biến hóa là thay đổi, cảm xúc thay đổi không giống nhau. Nhớ chỗ này sẽ dịch như nào? Màu sắc không giống nhau hoặc là màu sắc khác nhau này thì cũng sẽ dẫn đến cái sự thay đổi về tình cảm khác nhau của họ, đúng không? Nhá, được chưa? Đấy, cái sự biến hóa gì là thay đổi mà, đúng không? Sẽ dẫn đến sự thay đổi về mặt tình cảm khác nhau của họ. Màu đỏ thì sẽ khiến cho màu đỏ thì khiến cho họ nhiệt tình, trở nên rất là nhiệt tình này. Màu vàng và màu trắng thì khiến và màu trắng ra khiến cho họ vui vẻ, khiến cho con tâm trạng của người nên vui vẻ, đúng không? Thế còn màu đen thì lại khiến làm sao? Màu đen dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Mọi người khi mà nhìn thấy gì? Khi màu xanh, khi nhìn thấy màu xanh la, thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất là dễ chịu, đúng không? Và gọi là pen tạo ăn chính xa lái, họ sẽ trở nên làm sao? Gọi là trở nên gọi là tĩnh lại đấy, đúng điểm không? Tĩnh hơn. Điểm tĩnh hơn. Và thế còn màu xanh lá cây thì làm sao? Màu xanh thì sẽ khiến cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Đúng rồi, khiến cho mắt của chúng ta được nghỉ ngơi, được chưa? Nhá. Rồi, ok. Họ chị hiểu mình xem chỉ tao chưa nhá. Sai ý chỉ của mình chi chi trang khương, được chưa? Đấy, mình vẫn khuyến truy xem chua nếu thiên ly phân với duyên tú phụ phân nhá. Về làm trước cái phần nghe với lại cả phần đọc hiểu đi, được chưa? Sai ý chỉ của mình đi chỉ siêu cả. Rồi, chào chị. Chào chị. Rồi, chào yếu.